Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Đây là những cái san hô cứng rất là đẹp nè. Anh đi tham quan một vòng. Ờ, ok. Đây cho anh giỏi đây, em có thể chia sẻ với mọi người. Chủ tiệm về tới. Ờ, tới hả? Chủ tiệm này tên Tài ha. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Hên quá, vừa rồi gặp luôn. Ê, cái lâu về rồi, tưởng ra bữa tuần sau mới qua. Ôi, anh nôn quá, anh đi luôn. Tên tên gì vậy? Lên được tên tên gì? Ok bạn, đây là Tài ha, là chủ của vua hải tặc ở đây. Tôm tích nè, anh tôm mantis nè. À, có con tôm tích kìa. Dạ. Con này nó dữ lắm, bởi vậy không có nuôi chung với ai được hết trơn á. Sinh vật mà cú đấm mạnh nhất thế giới là nó đó. Thì đó là nhôm định hình. Nhôm định hình thì cái này cũng được sử dụng khá là rộng rãi trong cái môn này. Này cục gì ta? Này có lạ mới thấy nè. Liệu lọc á. Mua giá mới lúc trước là tầm khoảng 1.3 triệu. Nhưng mà nhìn không biết cái công dụng, cái chức năng gì của nó thì nghĩ đây chỉ là một cái cục gạch. Để mà quay được bằng điện thoại là mình phải cần filter. Tại vì bản chất á, những cái con nào mà nó ra được cái màu này á, bỏ những cái màu không phải là màu xanh dương mà khi mình mở ra là những con đó, cái bề mặt của nó không hấp thụ ánh sáng màu xanh dương. Đúng không? Mình nhận diện được nó là từ những cái vật mà nó phát sáng xung quanh ra. Tuyệt vời. Giải thích rất là dễ hiểu luôn. Em nói em còn không hiểu. anh dễ hiểu là em nói cái em nói cái là anh hiểu liền. Anh em mình đều hiểu mà. Bản thân anh cũng vậy. Khúc này nãy em nói nhỏ cho micro. Rất là vui vẻ, rất là dễ thương luôn. Nó không có đột biến mà kiểu con nào cũng giống y chang, y xì xì con nào nha. Mấy con này thì nhân tạo. Đây là sinh sản trong trại. Dạ đúng rồi. Ở Việt Nam hay là nước ngoài? Cái này ở Việt Nam anh. Những con này thì là phù hợp cho mấy anh em muốn trải nghiệm thử cái dòng này nhưng mà với kinh phí thấp. Mà em hồi đó giờ em chưa thấy ông nào dừng lại ở cặp Nemo về con hải quỳ hết trơn á. Chơi con nào xác định ngay từ đầu mình sẽ đặt con nào ở đâu, số lượng bao nhiêu, đừng di chuyển nó qua lại nữa. Trình đó, cách trình luôn hả em? Dạ đúng rồi. Là con này là mốt nó bự luôn á hả? Dạ, giờ nó đang xây nhỏ. Con này là tầm khoảng cũng cỡ 60-70 cm rồi đó. Thấy chưa các bạn, có nghĩa là ngay từ đầu Tài đã tính nuôi con cá trình thì con cá trình nó cần có cái hệ thống hang, là trước khi đó là phải đã chuẩn bị đặt tất cả mọi thứ, cái ống nước ở dưới này rồi. Cái sự chăm chút đầu tư về chất xám và sự tìm tòi học hỏi, đừng nên bắt đầu một cách vội vàng mà tới lúc đó là mình fail, mình thất bại, mình tốn tiền, vợ mình găng mình nữa. Cái hồ này mình rất là đẹp luôn. Và thật sự với các khả năng của mình á, thì mình có thể build một cái hồ. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, hôm nay sẽ tiếp tục tham quan chủ đề về cá biển ha. Thì mình đang ở Vua Hải Tặc ha, số bao nhiêu? Không thấy bản số ở đâu á. 101 Vĩnh Hội ha các bạn ha, ở quận 4, rất là gần trung tâm luôn. Một cái shop cá biển rất là dễ thương, rất là đẹp. Thì hồi nãy mình đi ngang qua đây mình thấy trong này có tương đối là nhiều san hô cứng. Hello em. Dạ, cảm ơn. Ok. Đây là những cái san hô cứng rất là đẹp nè. Anh đi tham quan một vòng. À vậy được, vậy được. Tự nhiên nha. Ok em. San hô cứng là nó thuộc cái kiểu mà khó chăm sóc nhất hả ta, nếu mà nói về san hô? Dạ đúng rồi. Khó là cái khó. Những cái chỉ số trong đó nó yêu cầu nó gắt gao hay sao? Không phải gắt gao mà mình cần ổn định anh. Sự ổn định, không có lên xuống quá. Ok. Đây cho em giỏi đây, em có thể chia sẻ với mọi người ha. Dạ. Ok. Các bạn chung. Chủ tiệm về tới. Ờ, tới hả? Chủ tiệm này tên Tài ha? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Hello em. Mới đâu về, hên quá, vừa vô rồi gặp luôn. Mới cái lâu về rồi, tưởng ra bữa cửa tuần sau mới qua. Thôi, anh nôn quá, anh đi luôn. Đây. Đây, cho anh gửi đây cái có gì mình chia sẻ. Nay được lên TV à? Lên được lên TV. Ok bạn, đây là Tài ha, là chủ của Vua Hải Tặc ở đây. Ok, xin chào các bạn, mình là Tài ở Vua Hải Tặc ha. Ở 101 Vĩnh Hội, phường 4, quận 4. Xin chào mọi người ở kênh Nam Ngô Farm. Rất là vui vẻ luôn. Ok. Ok em. Mới vừa vô là thấy một cái hồ san hô rất là đẹp luôn. Thì cái này là ở trong đây là có những cái loại san hô nào em? Dạ, ở đây là mình sẽ có những cái dòng LBS và những cái dòng SBS ha. Ở đây là mình sẽ có là thủy tinh nè. LBS sẽ có thủy tinh là con này. Rồi đây thủy tinh luôn. Rồi mình sẽ có thêm Icon là những con này. Rồi xương gai. Đó. Rồi mình sẽ có chén đá. Rồi búa, mè. Rồi doa, đồ này nọ, candy cane đó. Rồi SBS thì có đại diện những con phổ thông như là
Tổ Chim nè, Digiret nè, Digirin nè. Đó, rồi Monty. Đó. Ừ, trong dạ. Cái san hô này nó rất là đa dạng, rất là nhiều thứ, nhớ hết chắc cũng đuối à. Thôi cũng này em từ chối nhớ luôn anh. Từ chối nhớ. Đi sau mà nhớ hết được, từ chối nhớ luôn á. Mỗi lần nhất là mấy con doa này anh. Mấy con doa, mấy con cúc áo đó. Trời ơi, nó quá trời ID luôn, không thể nào mà nhớ hết nổi cái ID của tụi nó. Không nhớ nổi mã hết. Dạ. Mà tụi nó cứ tựa nhau vậy á. Đó mà cứ mỗi lần mà khách mà hỏi em á là anh ơi con này ID là cái gì? À, em muốn đi ngủ. Chỉ có đi ngủ thôi chứ sao mà nhớ được hết tên tụi nó. Rất là vui luôn. Dạ. À, các bạn qua Vua Hải Tặc đây là được bạn Tài ha, chủ shop rất là vui vẻ, rất là nhiệt tình chia sẻ luôn. Dạ. Còn cái hồ này mình nuôi mình sẽ đi tham quan một vòng trước ha, một lát mình sẽ đi sâu vô chi tiết của từng cái hồ, từng cái loài ha. Dạ. Cái này mình chơi gì em? Cái con này thì em nuôi con tôm tích nè anh, tôm mantis này nè. À, có con tôm tích kìa. Dạ. Con này nó dữ lắm, bởi vì không có nuôi chung với ai được hết trơn á. Anh dạ. Thấy tụi này nó búng búng rồi, nó dữ lắm à. Dạ đúng rồi anh, cái nếu mà xét ra là sinh vật mà cú đấm mạnh nhất thế giới là nó đó. Ồ. Đó, nó gặp cua, ốc, tôm, ghẹ gì là nó đục hết, sò là nó đục hết. Không có tha cái con nào hết trơn, bởi vậy con mình nó thôi, không có cho sống chung với ai hết trơn. Rồi em nuôi cái kia là rêu, rong hả? Dạ đúng rồi, mấy cái loại rong đồ này nọ đó anh. Cái này giống rong nho đó. Dạ đúng rồi, rong nho. Có ủa, rong nho này là cái loại mà mình khai thác để mình làm thực phẩm á phải? Dạ đúng rồi, nó đó anh. À. Dạ, nhưng mà cái rong nho mình thực phẩm của mình á thì là cái mật độ mà rong á nó sẽ mọc chi chít hơn cái loại này. À. Cái loại này thì em cũng nhờ mấy anh ngư dân ngoài đó thì thấy cũng gọi là rong nho, tại nhìn nó cũng tựa tựa nhưng mà sao em thấy là cái mật độ rong của nó cái nho trái nó không có chùm chùm đúng không? Nó không có chùm chùm như cái mà mình hay ăn. À. Đó. Này ăn quỷ này dữ lắm chưa vậy, quýnh Galaxia em nằm ngang rồi nè. Ờ, quýnh lật gọng luôn. Quýnh lật gọng luôn thấy không. Ồ còn mấy cái màu tím là cái gì ta? Màu tím là một dạng bọt biển anh. À bọt biển hả? Dạ. Hồi bữa em nuôi mấy con này là bằng cái đèn thủy sinh. Ờ. Nhưng mà đèn thủy sinh bữa có nhóc em qua nó thấy đẹp quá rồi nó sinh về nó nuôi cái hồ cá không của nó, cái em mới thử đổi qua cái hồ đèn biển này nè. Ừ. Thì nó bị tèo. Nó bị eo uột ha. Dạ. Cảm giác hình như là những cái rong này nó sẽ thích hợp với cái ánh sáng mà cận mặt nước thôi. Những cái ánh sáng mà nó mô phỏng vậy như tầm 2m, 1m dưới mặt nước thôi. À. Còn cái mấy cái đèn này thì nó sẽ đi theo xu hướng là mô tả ánh sáng mặt trời mà dưới cái mật độ nước sâu hơn. À. Tầm khoảng 10m, 20m, 30m, 40m vậy. Vậy có thể là cái này nó nóng quá nó không phù hợp với nó đúng không? Cái cường độ ánh sáng nó cao quá nó không phù hợp với cái loại rong này. Em cũng chưa có nghĩ ra là tại sao. Nhưng mà em chỉ nghĩ là do cái bước sóng ánh sáng nó khác. Do bước sóng ánh sáng nó khác nên đâm ra là nó không có đủ quang phổ để cho nó phát triển. Tại bản chất cây đèn này cũng mà em để chơi cho có thôi chứ bạn cái cây đèn này nó cũng không có hỗ trợ gì giúp ích gì nhiều trong cái môn này hết trơn á. À. Này thì là cho mấy anh em mà mới bắt đầu chơi chỉ cần muốn cảm thụ cái màu sắc của con san hô nó làm sao thôi. Nó đánh cho màu sắc nó nổi lên thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Cái con tôm tích này mình mà nuôi với san hô nó phá không ta? Bản chất nó thì không có phá san hô. À. Dạ, em thì em chưa thấy nó phá hoặc là ăn san hô bao giờ nhưng mà ngày hôm nay em phát hiện ra cái này chắc em phải suy nghĩ lại. Đúng rồi, mỗi lần chúng ta phát hiện cái mới là chúng ta phải bỏ cái cũ đi rồi. Dạ đúng rồi, còn em thấy em coi đồ này nọ cái kiểu là người ta kêu con này nó không có tấn công san hô. À. Mà nó sẽ sống ở những cái rạn san hô. À. Đó. Mà nó còn đối với cá thì nó có hòa thuận không ta? À, cá thì con này là động vật săn mồi thì em nghĩ là nếu mà nó đói thì chắc nó không hòa thuận đâu. Chắc nó dứt luôn. Dạ. Tùy coi là mặt con cá nó có giang hồ hay không. Cá mà giang hồ thì nó ngoan, rồi cá mà nhát nhát là nó đun liền. Đây các bạn có một cái điều mình thấy rất là đẹp, cái này là mình là do em custom lên hả em tự làm? Dạ cái này là nhôm định hình. À. Nhôm định hình thì cái này cũng được sử dụng khá là rộng rãi trong cái môn này. Dạ thì là do là thứ nhất là nhẹ, thứ hai dễ vận chuyển, thứ ba là nhôm nó sẽ giờ ít bị ăn mòn hơn tí so với sắt. Đó nên đâm ra là sẽ được sử dụng trong môn này. À, anh thấy là thường thường người ta đóng một cái tủ gỗ người ta che giấu cái phần này dưới đây luôn. Yeah. Còn mình thì mình chơi giống như mình chơi khoe xương luôn, show luôn. Thì nó đúng cũng rồi. Rất là ấn tượng. Nãy yeah. Ngồi cà phê ngoài kia ngắm cả buổi xong rồi mới đi vô đây. Hên quá vừa vô làm đi về. Yeah. Đó là anh thấy nguyên cái biết sao, anh biết mới đi đâu về không? Đi đâu về. Bữa anh kêu là mấy ngày nữa anh qua.
cái em mới sợ là em lên hình xấu quá. Đi tút à? Đi tút lại, ai về vừa về với ông xuất hiện luôn. Đây các bạn, đây là cái hệ thống lọc nước rồi mấy cái steamer hả? Dạ, skimmer. Skimmer. Dạ. Đó rồi lò khử. Lò khử, cái cục này cục gì ta? Cái này coi lại tôi mới thấy nè. Vật liệu lọc anh. Vật liệu lọc hả? Dạ, cục đó là cục cũng dạng như sứ thôi. Cũng dạng như sứ mà nó cái thương hiệu nó tên là Marine Pure. Đó, thì là cái này là cục sứ mà để cho vi sinh nó trú ẩn trong đó. Mà thường thường ở bên cá biển của em á thì sẽ ưu tiên cho những cái loại vật liệu lọc mà có kích thước nó bự bự giống vậy. Để chi? Để phát triển giúp cái môi trường vi sinh kỵ khí là vi sinh chuyển hóa NO3 với lại BO4 á. Nó được giảm ở trong hồ này á. Nên đâm ra là người ta tăng cường cái lượng vi sinh kỵ khí ở trong hồ này để hạn chế rêu hại. Đó. Còn mà những cái hồ mà có nhu cầu NO3 BO4 như là hồ thủy sinh á thì là NO3 BO4 nó cũng cần thiết cho cây trồng, nên đâm ra là người ta giữ lại cái chuyện đó. Giữ lại NO3 BO4. Không có triệt tiêu NO3 BO4 quá thấp thì cây trồng nó mới xanh tươi được. Đó. Còn bên đây thì không có trồng được cây nên đâm ra là bắt buộc phải sử dụng cái vi sinh kỵ khí để cho nó giải quyết cái chuyện đó. Cục này mắc tiền không em? Cái cục này á thì là mua giá mới lúc trước là tầm khoảng 1.3 triệu. Thôi rồi. Một cục nếu mà nhìn không biết cái công dụng, cái chức năng gì của nó thì nghĩ đây chỉ là một cái cục gạch, cục đá vậy thôi. Nhưng mà nó, anh thấy cái chất lượng nước, cái hồ của em và san hô và những cái bản cá đang bơi tung tăng ở đây thì anh thấy là cái hệ thống mà lọc nước rồi như là tách bọt, tách protein dư đồ này nọ trong đây thì nó rất là tốt luôn, nó đang làm việc rất là hiệu quả luôn đúng không? À dạ, thực tế thì cũng không phải đâu anh. Tại thực tế là do cái mô hình của em ở đây á là em đầu tư, em vừa làm vừa kinh doanh thì là cái em có, cái em cần hạn chế là cái chi phí. Nên là em mới sử dụng cái skimmer này. Đó, chứ thực tế là skimmer này cũng, nếu mà một mình nó cũng không có tải nổi cái hồ này đâu. Nó phải cần sự can thiệp của em, của mình rất là nhiều, của con người rất là nhiều. Là phải vệ sinh cát, rồi vệ sinh layout, rồi vệ sinh hồ các kiểu thường xuyên. Những cái hồ nào mà mình đầu tư ít máy móc á, thì là mình phải cần đầu tư vô cái công sức của mình nhiều mà hơn. Tay mình sẽ nhúng tay vô nhiều đúng hơn. Đúng rồi. Rồi lúc đó mình phải lên lịch, mình phải kiểm tra thông số nước ở trong hồ thường xuyên để mình kiểm soát được những cái nồng độ chất độc hại nè, rồi chất thải nè, thì nó mới giữ được cái vẻ đẹp giống vậy, chứ không phải đơn thuần là chỉ có bỏ cái máy giống vậy xong là lùm được đâu. Đó. Thì cái lịch trình của mình cho cái hồ này ở đây em là định kỳ là thời khóa biểu nó như sao ta? Dạ, cái hồ này á, trung bình là em sẽ vệ sinh nó một tuần là khoảng 2-3 lần. 2-3 lần. Dạ, đúng rồi. Chứ không thể nào mà vệ sinh một lần giống như những cái hồ khác được. Này các bạn đang Tài đang chỉnh dùng cái app kết nối với điện thoại để có thể chỉnh đèn hoặc là thao tác gì đó trên đây để mọi người xem cho nó dễ hơn. Đó. Chỉnh được cái cường độ ánh sáng, cái màu sắc khác nhau hết ha. Dạ đúng rồi. Tại thường thường là để mà quay được bằng điện thoại là mình phải cần filter. Mà tại sao cần filter? Mà tại sao khi mà mở đèn xanh lên á, những cái con san hô này nó lại ra được cái màu này? Tại vì bản chất á, những cái con nào mà nó ra được cái màu này á, ra được cái màu đỏ, những cái màu không phải là màu xanh dương mà khi mình mở ra là những con đó, cái bề mặt của nó không hấp thụ ánh sáng màu xanh dương. Cái kiểu mà giống như á, là anh để, anh cũng biết màu đen là cái màu, nó không phải là cái màu. Mà mình nhận diện được nó là do nó không hấp thụ ánh sáng. Đúng không? Mình nhận diện được nó là đúng từ rồi. Những cái vật mà nó phát sáng xung quanh ra. Mà nó không phát sáng thì mình nhận diện được nó. Thì con san hô này nó cũng hoạt động theo cơ cấu như màu đen vậy đó. Nó không hấp thụ ánh sáng xanh dương. Đó. Cho nên khi mình mở xanh dương nó sẽ nổi lên. Đúng rồi. Hay quá ta. Cái nền của nó là màu xanh dương. Mình nhận diện được nó là bằng phương pháp loại trừ chứ không phải là bằng cái phương pháp nó phát sáng. Tuyệt vời. Giải thích rất là dễ hiểu luôn. Dạ. Thiệt không anh? Thiệt. Nhiều khi em nói em còn không hiểu em đang nói gì. Mà anh dễ hiểu là em nói cái em nói cái là anh hiểu liền không luôn. Anh hiểu luôn. Không mà anh đừng nói giống vậy để cho mấy bạn đỡ chọc quê em nha. Em đỡ quê nha. Chứ nhiều khi em nói em còn chưa hiểu em đang nói gì nữa. Ở đây có những cái loại san hô thì thật sự là mình thấy rất là nhiều cái loại san hô lạ mắt dạng cứng á các bạn. Đây là những cái san hô. Nếu mà chúng ta zoom kỹ vô thì ngoài cái xương cứng này nó có những cái xúc tu nữa ha, ở trên cái thân đó nữa.
đó. Dạ. Nó mềm mại, nó lạ lướt. Thì em cái chăm sóc cái dạng san hô cứng này thì có cần những cái chúng ta phải hiểu hơn những cái chỉ số đúng không? Nó dạ, đúng gắt gao hơn dạ. So với san hô mềm. Thì dạ. Em có thể chia sẻ cho mọi người biết cái cách chăm sóc san hô cứng và những điều cần lưu ý không? Dạ rồi, ok. Trước mắt để chăm sóc được san hô á thì mọi người đừng phân biệt nó là san hô cứng hay mềm gì hết trơn. Thật sự đừng phân biệt nó là san hô cứng hay mềm gì hết trơn á. Tại vì sao? Khi mà mọi người sang chia phân tầng ra những cấp độ khó dễ như vậy á, thì là cái việc mà nếu mà mọi người khi mà bắt đầu họ mọi người chơi những cái loại san hô dễ á, khi mà mọi người tiếp xúc với lại những cái loại khó thì là rất là khó thở. Tại vì rất là khó thở luôn, tại vì là cái chênh lệch giữa độ khó giữa của nó nhau đó là nó rất là xa, nó không có gần nhau. Đó, thì bởi vậy á là thông số nước á, nó không có thông số nào gọi là thông số chuẩn hết. Nó chỉ có một cái gọi là thông số cho phép. Là trong ví dụ đi, chẳng hạn như là độ kiềm alkalini, viết tắt là KH đó. Thì là những cái loại này ha, nó sẽ có thể sống được từ KH từ 7 chấm, 6.5 vẫn sống được. Có trường hợp 6 chấm vẫn sống được. Đó, từ 6.5 tới 11 chấm. Đó, thì tụi nó vẫn sống được trong môi trường này. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là mỗi cái thông số á, nó càng tiệm cận với thông số cao nhất là chẳng hạn như 11 đi, thì nó sẽ phát triển theo một hình thái hoàn toàn khác nhau. Là mình phải hiểu được đó là những cái độ kiềm, độ canxi, độ này nọ nó có tác dụng gì. Thì khi những cái chất đó nhiều, nó sẽ ưu tiên phát triển cái khung xương của nó chẳng hạn. Đó, rồi những cái chất đó ít thì nó ưu tiên phát triển cái màu sắc của nó. Giống như một cái tấm hình á, megapixel càng cao thì anh phóng ra càng lớn, đúng không? Nhưng mà nếu mà anh chụp một cái tấm hình mà nó megapixel thấp mà anh muốn phóng ra lớn thì mật độ điểm ảnh nó bị giảm xuống. Thì là lúc đó là giống như con san hô phát triển phần khung xương quá nhanh nhưng mà cái mật độ điểm màu của nó lại ít á. Thì tới lúc đó là con san hô nó lại bị bể màu, nó không có ra được cái màu sắc nét. Đó, thì là thường anh em chơi sẽ lựa chọn những cái thông số mà nằm khúc chính giữa là để vừa phát triển kích thước, vừa phát triển khung xương mà vừa phát triển màu sắc đồng bộ với nhau. Thì tới lúc đó là mình thấy nó phát triển hơi chậm tí nhưng mà màu nó ok, nó đẹp. Mọi thứ nó cân bằng. Đó. Còn cái chuyện mà thông số chuẩn cho một cái con nào đó thì hoàn toàn không có, chỉ có chuyện là cố gắng giữ sự ổn định của những thông số đó trong biên độ càng thấp càng tốt. Tại vì mỗi lần mà biên độ thay đổi rộng là nó sẽ giống như nãy em nói, nó phát triển theo một kiểu khác nhau. Mà mình cứ thay đổi môi trường liên tục giống vậy á thì nó sẽ bị stress. Đó, thì cái được ở trong cái môn này á, nó có một cái câu giống vậy: the key to success is stability. Không, nó lộn, stability is the key. Đó, có nghĩa là sự ổn định là chìa khóa. Đó, thì cố gắng đừng có áp lực quá vì cái mình nên lựa chọn thông số nào. Mà hãy cố gắng giữ nó ổn định là không. Ok các bạn, hôm nay chúng ta được gặp Tài và được nghe một cái quan điểm, nói chung là nó cũng vậy thôi nhưng mà đó là một cái góc nhìn của Tài. Đừng có phân định ra cái này khó, cái này dễ, nó sẽ tạo áp lực cho mình. Và chúng ta nên hiểu rõ là ở cái thông số nào thì nó sẽ phát triển theo cái xu hướng nào, và cái chìa khóa ở đây là chúng ta giữ được cái độ ổn định đó. Tại vì bạn biết là cái chất lượng nước thì nó sẽ có cái sự thay đổi. Dạ, đúng không rồi. Lúc này lúc khác thì quan trọng là chúng ta cân bằng, đừng có cho nó bị lệch quá. Đúng rồi. Cái biên độ nó hẹp thôi, biên độ nó rộng quá là nó sẽ bị sốc. Đúng rồi, bị stress. Thay đổi môi trường liên tục giống vậy chứ sáng 25 độ, tối 28 độ, rồi sáng mai nó 25 độ nữa. Nó cứ giật lên giật xuống giống vậy, người mình nó còn chết nữa chứ đừng nói sao. Đá nó còn bể ra thành cát thành sa mạc. Tối thì lạnh, sáng thì nóng. Đúng rồi anh. Đó. Vậy chứ anh. Ok các bạn, cái đây là một cái showroom mà nó rất là dễ thương, rất là đẹp, rất là hiện đại luôn các bạn. Nhìn vô cảm giác rất là thoải mái ha, cà phê, cà pháo đồ. Nhậu nhẹt luôn. Nhậu nhẹt luôn hả? 8 giờ làm là quốc luôn. Ok, cái hồ này là cái hồ gì mà anh thấy em không có làm setup, làm layout hoặc là nuôi trồng mà chỉ có một bạn cá với vài bạn nhím thôi em? Thực tế luôn mà em giờ em không biết em phá gì với cái hồ này nữa giờ. Thực sự luôn em vẫn chưa có concept với nó. Chưa có concept với nó là em sẽ làm gì với nó. Mới đầu thì em định chơi full cá. Lúc sau thì em đòi chơi quỳ với Nemo. Rồi sau đó em lại muốn chơi full cứng đồ này nọ cái kiểu. Thì nói chung á là em vẫn chưa xác định được là em sẽ làm gì với cái hồ này, đâm ra em cứ để nó giúp vậy đó. Ok.
Nói vậy thôi chứ thực chất hết tiền đồng ý. Đó, đó đó mình anh em mình đều hiểu mà, bản thân anh cũng vậy. Khúc khúc này nãy em nói nhỏ trong video. Rất là vui vẻ, rất là dễ thương luôn. Ủa em đây là một bạn Nemo mà sao cái màu sắc nó khác nhau rồi ta? Khác dạ, cái con này là một dòng Nemo đột biến anh. Ồ, dạ, con anh này cũng nghi nghi. Dòng Gold X Lightning đó. Thì con này sẽ hình thái thái giống vậy. Mà những cái dòng đột biến này thì nó lại đi theo xu hướng là nó đột biến, là nó đột biến theo từng con luôn. Ừ. Chứ nó chỉ là nó không có đột biến mà kiểu con nào cũng giống y chang, y xì xì con nào nha. Cái này bên cá biển thì mình không rành lắm, nhưng mà có thể nói qua những cái dòng khác thì mình không biết ha, nếu mà mình nói có sai thì những anh em nào mà rành thì có thể bỏ qua giùm, tại mình không biết, mình đoán đại. Con này có thể gọi là giống như là bạch biến vậy đó. Nó là bạch biến, nó từng loan, từng mảng nó bị trắng, nhưng mà mỗi con nó sẽ một vị trí khác nhau, chứ nó không có phải là một cái hình thái nhất định. Đúng rồi, cho đúng con rồi. Nào cũng vậy. Có con nó sẽ bị cái đầu trắng, có con này đuôi trắng, bình trắng, bụng trắng, kiểu vậy. Nó dạng bạch biến kiểu Michael Jackson á. Mà đừng lát biến là được. Em cũng mê Nemo quá, nhiều bạn Nemo rất là đẹp luôn. Này là mấy con maroon. Maroon. Dạ. Mấy con này thì nhân tạo. Cái này là sinh sản trong trại. Dạ đúng rồi. Ở Việt Nam hay là nước ngoài? Cái này ở Việt Nam anh. Việt Nam. Dạ ở Việt Nam. Thường thì là sao ta có những cái dòng Nemo đột biến tự nhiên nữa, thì là cái chất lượng của cái con cá nó sẽ đẹp hơn những con này rất là nhiều. Đúng rồi. Và giá thành cũng sẽ như vậy luôn. Đúng rồi. Nhưng tiền nào của nấy thôi. Dạ, nhưng mà nó đánh đổi lại ở chỗ là cá hoang dã nó sẽ cái khả năng thích nghi với môi trường nhân tạo của nó rất là thấp. Ừ, rõ ràng đó là vậy. Rất là thấp với những cái con nhân tạo. Không biết anh nhìn có đúng không, thì cái màu sắc của những bé này nhìn nó không có được bén như là mấy những con mà ngoài tự nhiên. Đúng dạ không? Đúng rồi. Cái màu nó hơi lật lợt. Dạ đúng rồi. Nó nhìn nó không có dày cái màu lên. Dạ. Ừ. Những con này thì là phù hợp cho mấy anh em muốn trải nghiệm thử cái dòng này nhưng mà với kinh phí thấp. Đó. Thì là mình sẽ lựa chọn những cái dòng này. Còn những anh em mà cần cái sự chỉnh chu chuẩn của những cái dòng tự nhiên thì là mình sẽ đầu tư thêm. Sau khi một thời gian chơi rồi muốn nó chỉnh chu lại một cái. Thật ra cái con cá này là cái giống như là sứ giả của dòng cá biển mà đến với người chơi này, đúng không? Còn nó báo lắm anh. Con này báo anh sao báo? Giờ em hỏi anh, giờ bây giờ anh cứ đi hỏi đi. 10 ông cá biển là hết 9 ông chửi con Nemo rồi. Lý do là gì ta? Tại mày mà giờ tao tốn tiền quá, chịu sao nổi. Bây giờ cái anh biết sao không? Nói với lại con hải quỳ. Đúng rồi. Là hai con báo nhất trong hồ. Ừ. Đó, chơi á thì là mới đầu bị tụi nó hớp hồn. Hớp hồn cho đã, xong rồi cũng đâu có dừng lại chỗ đó đâu. Mới nào ông nào câu nói quyền thoại ở trong môn này luôn á. Em chỉ chơi cái hồ mà có con cặp Nemo với con hải quỳ thôi. Vậy là đủ rồi. Vậy là đủ rồi. Mà em hồi đó giờ em chưa thấy ông nào dừng lại ở cặp Nemo với con hải quỳ hết trơn á. Hàng báo. Dạ. Ok các bạn, nhờ những cái bộ phim hoạt hình mà từ các bạn trẻ con, thậm chí là người lớn, thậm chí là lớn tuổi luôn là đều mê mẩn hoặc là biết tới cái bộ môn cá biển qua những cái bạn cá Nemo như thế này, gọi là cá hề ha. Đó. Dạ. Thì bắt đầu đây là cái hố đầu tiên lúng xuống. Dạ. Lúng rồi dính luôn. Ông nào trước khi mà ấy là nên suy nghĩ kỹ. Tốt nhất là đừng coi Nemo luôn. Đây các bạn, đây là hại thận lắm. Một cái hồ quá đẹp luôn. Cực kỳ đẹp. Thì các bạn nhìn những cái dòng san hô cứng á thì nó có cái dàn xương cứng thôi, nhưng mà trên cái thân nó cũng có những cái xúc tu rồi ha. Đó, những cái miệng rồi nó lả lướt rất là đẹp. Dạ. Ủa em, những cái xúc tu đó nó có dài ra nữa không ta, hay nó vậy thôi? À, dài hay không dài á, nó còn phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Ừ. Thứ nhất là gene. Ừ. Cái giống con san hô đó, cái gene của con san hô đó nó có thể dài được hay không? Đó là cái chìa khóa đầu tiên. Cái chìa khóa thứ hai ở đây á, là con san hô đó nó có được nằm ở trong cái môi trường phù hợp với nó hay không? Và cái khả năng thích nghi của bản thân con san hô đó như thế nào? Thì nó mới xác định được là con san hô đó có thể bung bulip dài được hay không? Đó. Mà tốt nhất luôn cái chìa khóa nha. Cái chìa khóa cuối cùng á cho anh em luôn khi ấy môn này nè. Là sao? Chơi con nào xác định ngay từ đầu mình sẽ đặt con nào ở đâu, số lượng bao nhiêu. Ngay từ đầu, ngay trong đầu mình cố gắng phát thảo ra nó đi. Tại vì sao? Khi mà anh em bỏ nó vô hồ, đừng di chuyển nó qua lại nữa. Tại khi mỗi lần mình di chuyển nó qua lại, nó sẽ bị sốc môi trường, nó sẽ bị stress. Và để cho nó đưa ra được cái polyp dài, trở lại cảm giác mà
trở lại cái trạng thái mà happy á, nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian của mình. Đó thì là để cho polyp dài cố gắng được đụng chạm tới cái hồ. Đó, có kế hoạch ngay từ ban đầu luôn. Dạ đúng rồi, khi mà mình có kế hoạch ngay từ ban đầu á, lựa chọn sẵn số cá, số san hô mình sẽ chơi là cái gì, tìm hiểu coi là cái môi trường của nó yêu cầu những cái gì, những cái máy móc nào có thể làm được cái điều đó. Rồi sau đó mình mới tính tới cái chuyện là kích thước cái hồ nó như thế nào. Đó thì tại vì sao nhiều anh em cứ thích vô là đâm đầu vô là lựa chọn kích thước hồ trước. Mà tới lúc mà lựa xong á, em gặp rất là nhiều trường hợp lựa xong nhu cầu tới lúc mà muốn nâng cấp hồ rồi, cái rồi có tiền luôn rồi, đủ cái gì cũng đủ hết trơn mà cái hồ không đủ chỗ thì nhét cái thiết bị đó vô là thua. Đúng rồi đó. Ok các bạn, chơi cá biển á thì mình thấy là so với những dòng bet khác á, thì cá biển á là những anh em thứ nhất là có cái độ tỉ mỉ và hiểu biết phải nói là rất là cao luôn, mới gọi là mới chinh phục được nó ha. Cái này mà hiểu biết sơ sài thì là không chinh phục được đâu. Ví dụ như bên bò sát của mình đi, hôm nay đi chợ thấy con này bán con này đẹp quá, mua về rồi chuẩn bị cái chuồng cái đồ này nọ từ từ cũng được. Nhưng mà cái đó, nhưng mà tốt nhất vẫn là phải có cái chuồng trước ha. Nhưng mình nói đại khái thí dụ có mua về trước vẫn không sao, còn đối với cá biển là anh em phải có một cái kế hoạch đàng hoàng. Ok, phải đầu tiên là phải hiểu biết về thông tin cái giống loài mình thích nè. Đó rồi coi bố trí bố cục như thế nào, mọi là thiết bị như thế nào, dòng cá nào nuôi, nói chung là y như là một cái công trình vậy đó. Phải có từng bước chuẩn bị sẵn sàng hết, rồi tới khi mà thiên thời địa lợi là nhân hòa đó đâu, mới đem về ráp vô là chơi thôi. Chứ không phải là tùy hứng được đâu ha. Tỷ lệ thành công nó mới cao được. Tại vì mình đã lên sẵn kế hoạch rồi thì nó đi theo kế hoạch của mình. Và những cái bộ môn này thì chi phí để mà cho nó thì không phải là thấp, cho nên là nếu mà có sự cố gì là cũng mệt mỏi lắm. Đúng rồi. Không biết tụi nó có xì chết chưa, chứ mình xì chết trước. Chứ em thấy em xì chết lắm luôn. Lắm luôn. Hồi nãy anh thấy trong hồ này có con gì giống như con lương đó ta, hay là con cách con gì vậy? Cá trình nè. Cá trình nó bên này nè. Đà, đọc quá. Đó, nó là con cá trình. Cá trình luôn hả em? Dạ đúng rồi. Dạ con này là mốt nó bự luôn á hả? Dạ. Giờ nó đang xây nhỏ. Con này là tầm khoảng cũng cỡ 60-70cm rồi đó anh. Ôi 60-70cm rồi hả? Mà tại vì nó đang chui trong cái hệ thống hang của nó được làm từ ống nước mà em đã chuẩn bị ngay từ trước khi em làm cái hồ. Đó, thấy chưa các bạn? Có nghĩa là ngay từ đầu Tài đã tính nuôi con cá trình thì con cá trình nó cần có cái hệ thống hang là trước khi đó là phải đã chuẩn bị đặt tất cả mọi thứ cái ống nước ở dưới này rồi. Đó, chứ không phải là ok hôm nay đi ra chợ thấy con này đẹp quá mua về quăng vô đâu. Dạ đúng rồi. Tại vì bản tính của mấy con cá biển này, cái tính lãnh thổ của nó rất là cao. Và cái tập tính xã hội của nó cũng rất là khó chiều nữa. Nó rất là dị ứng với những cái loài cùng những cái loại cá mà nó dạng như gần loài giống của nó, giống như là em người Việt Nam, anh người Campuchia đi chẳng hạn, hay là anh người Mỹ đi ha. Đó giống như là thằng này cũng là em, anh cũng là con người, tao mày cũng là con cá. Nhưng mà mày cá nước khác tao không thích. Đúng rồi. Đó, nó giống vậy. Kỵ vậy á, gọi là kỵ vậy. Quá đẹp luôn, màu sắc đẹp ghê luôn. Bởi vậy em có lời khuyên là trước khi anh em bắt đầu chơi môn này đúng không? Khoan chi tiền vội. Cứ tìm hiểu cho nó đã đi, cho nó sướng đi. Mình tìm hiểu hết, mình thích con nào, cái con nào phù hợp với điều kiện kinh tế của mình. Cái con nào nó phù hợp với lại cái thời gian chăm sóc của mình. Rồi lúc đó mình bắt đầu cũng không có muộn. Quá có tâm luôn. Dạ nhưng mà lúc đó ưu điểm lại được một cái nữa là sao anh em không có cần phải tốn tiền mua đi mua lại những cái thiết bị không cần thiết. Tránh mất tiền ngoan, học phí đâu này nọ. Thực tế luôn, học phí thì lúc đó sẽ giảm được một chút. Nhưng mà cực hơn chút. Đó, nó sẽ giống em gì đó gọi là cơ duyên nào đưa em tới bộ môn này? Hồi đó em có bị mất tiền ngoan không? Có bị gọi là đấm, say đấm xong rồi dính luôn không? Em hả? Em có mất tiền hồ quang không hả? Em chắc cũng kha khá. Em không có mất ít, em mất nhiều à. Em kha khá là chủ yếu là không phải là do mình, do tư vấn hay là do mình mua nhầm. Mà do em phá. Phá. Do em phá tại vì là sao? Cái tư duy của em khi chơi môn này là không có cái gì là nó phải, em thích tìm tòi, nó thật sự em thích tìm tòi luôn. Là tại lúc mà em mới bắt đầu á, em nghe nhiều người kêu nên xài sản phẩm này hoặc là nên mua từ đây từ đâu ra đó, thì lúc đó là em cảm thấy rất là rối. Thì lúc đó em không biết lên lựa cái nào để mình chơi, thế là em có nhiều trình thì có gì mà trong khả năng em là quất hết chơi thử xài hết. Đó. Bởi vậy giờ á, em cũng lúc mà mình xài xong như vậy rồi á, thì em mới phát hiện ra một cái điều á, là một cái hãng người ta làm ra rồi á,
lúc không tới lúc mà bây giờ em em là thành tiệm tới bây giờ em mới nhận ra được một điều, đó là một cái người, một cái thương hiệu người ta sản xuất ra một cái sản phẩm gì đó là người ta rất là giỏi hơn mình. Người ta đã nghiên cứu rất là sâu thì mới đưa ra được một cái sản phẩm như vậy. Thì chắc chắn cái sản phẩm đó nó phải có tác dụng thì người ta mới đưa nó ra môi trường kinh doanh. Đúng rồi. Đúng không anh? Thì là lúc đó em mới đúc kết ra được một chuyện. Chẳng có khi nào mình sử dụng nó sai thời điểm không? Có khi nào mình sử dụng nó sai vấn đề không? Thí dụ đang bị bệnh này mà mình xài thuốc bệnh khác. Đó. Rồi có khi nào là mình sử dụng chưa đúng liều không? Đó. Rồi có khi nào là ở trong hồ mình có một cái chất gì đó làm giảm tác dụng của những cái sản phẩm đó hay không? Đó thì em mới nghiệm ra được là sao? Nên tìm hiểu mọi thứ trước khi bắt đầu để tránh bực mình. Tại vì thực tế luôn không có ai mà cố gắng, không có ai mà làm một sản phẩm dở để bán đâu. Đúng rồi. Mình... trong khi cái sản phẩm đó đã được tin dùng ở những người khác rồi. Dạ đúng rồi. Có chăng là do mình nhận định của mình nó hơi sai hoặc là thiếu sót gì đó rồi mình sử dụng nó không đúng mục đích. Đúng rồi, nhiều khi là mình có góc nhìn nào đó mình chưa thấy. Đúng rồi. Đó. Còn cái cơ duyên của em khi mà em bắt đầu cái môn này em nói ra đừng anh mọi người đừng có kêu em trẻ trâu nha. Hứa nha, không có kêu em trẻ trâu nha. Đó là lúc trước em là làm cái nghề khác. Nghề của em là cái nghề mà giờ giấc nó được tự do. Thì lúc đó ở nhà cũng rảnh, không có chuyện gì làm. Thì bắt đầu tìm tòi mới phát hiện ra môn cá biển này. Đó, môn cá biển này xong rồi tới lúc bắt đầu chơi được thời gian đó, cái bắt đầu phát hiện ra là cái môn này cũng có những cái hội nhóm rồi này nọ các kiểu để anh em giao lưu với nhau. Thì trước khi em chơi cá biển em cũng có chơi cá nước ngọt. Mà em chơi chết hoài à. Không biết sao lúc đó chơi chết hoài không có tay nuôi cá nước ngọt hay sao á. Xong rồi tới lúc đó cái phát hiện ra cái hội, lúc đó mình cũng thấy lần đầu tiên có cái hồ cá biển em rất là thích. Lúc đó em không có nghĩ là lúc đó trong mắt em là cái nào nó cũng đẹp hết trơn. Cái gì nó cũng đẹp hết trơn. Em chỉ thấy là ok, rất là tâm đắc với cái hồ của mình, rất là tâm đắc với cái người đã giúp mình biết tới cái bộ môn này và muốn cảm ơn cho họ mà không biết cảm ơn sao. Thì tới lúc đó là em mới đăng một cái bài này lên. Em đăng cái bài của em lên. Ok em show cái hồ em ra. Mà lúc đó em cũng biết là phải cycle hồ, phải chạy nước hồ đồ này nọ rồi, cũng tìm hiểu qua sơ sơ rồi. Nhưng mà thật sự luôn là nôn quá anh. Nôn quá gấp. Gấp quá chịu không nổi. Rồi tới lúc đó là sao đi cũng đi nhòm coi YouTube đồ này nọ chịu không nổi. Mới có chạy nước 2 ngày à. Thả cá luôn. Thả không, lúc đó em không có thả con cá. Em thả con em thả con sò. Sò. Em thả con sò trước. Rồi lúc đó xong cái rồi chơi được tầm khoảng 1 tháng 2 tháng gì đó. Rồi cái bắt đầu em đăng hộ là giống như nãy à. Xong rồi cái bắt đầu là em chia sẻ mọi người. Tại lúc trước bên thủy sinh á thì là hồ chơi thì sao, chia sẻ giống vậy, y chang, không có khác gì hết trơn. Không có, em cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Thì lúc đó em cũng chia sẻ hồ này lên. Xong rồi bắt đầu là, hồ em, cái gì, 2 tháng tuổi, em nhớ, hồ em 2 tháng tuổi. Cycle 2 ngày. Cycle 2 ngày rồi, tính tới thời điểm này là chưa có con cá hay san hô nào chết hết. Rất mong được giao lưu với mọi người, rồi cảm ơn cái... em cũng cảm ơn và tag tên cái tiệm đã làm cho em cái hồ đó vào, em tự rủ em cũng hài lòng với cái sản phẩm của họ. Đó thì tới lúc đó trời cái bắt đầu là tự nhiên là anh em vô nói quá trời luôn. Lúc đó nói cực kỳ nhiều luôn anh. Là tại sao lại làm như vậy, tại sao lại chơi ẩu như vậy, tại sao là, rồi có những anh em lại nói những cái lời tiêu cực hơn á là cái hồ này trước sau gì cũng banh. Lúc đó em bị tự ái. Tại vì sao ông đâu biết tôi chăm làm sao đâu mà sao biết hồ tôi banh, đúng không? Ông đâu biết tôi chăm làm sao đâu mà sao biết hồ tôi banh. Là lúc đó người ta không có nói là tại sao cái hồ này vài tháng nữa banh. Nếu mà người ta nói như vậy em sẽ hiểu khác. Đó rồi sau đó là bắt đầu là quê cãi lộn sùm trên hội luôn, rồi kêu không chơi hội nữa, tự chơi một mình. Đó xong rồi là sao cái lúc đó là em cũng có một thời gian làm đầu bếp ngoài Phú Quốc á. Cái lúc đó là sau cái em đi ra ngoài Phú Quốc chơi, em khoe với mấy bạn em là tao có cái hồ cá như vậy nè, đẹp không? Rồi cái tụi nó mới kêu là cái gì mày thích không, gửi vô cho mày một thùng.
Đó, gửi cho mày thùng cái đó, sướng anh sướng. Tại lúc đó mua san hô cũng mắc đồ này nọ mà, đúng không? Rồi tới lúc mà tự nhiên đâu đâu có một bạn nó gửi cho thùng chơi giống vậy, giặt chạy về nhà liền làm cái hồ bự bự. Bự bự cỡ 1m3 cái này nè. Đó làm xong cái nó gửi vô. Gửi vô cái mới đầu mở ra hào hứng lắm nha, tới lúc mà mở đèn lên cái buồn hiu luôn. Sao vậy? Tại giống như là gửi vô san hô sống nhiều hơn à. Tại lúc mà người ta nó lặn ở dưới biển nó đâu có phân biệt được cái màu sắc của này đâu anh. Đúng rồi đó, thì là nó phải có cái đèn đồ này nọ thì nó mới phân biệt, nó đâu biết con nào đẹp nó gửi cho mình đâu, thì nó thấy con nào lụm chụp à. Hốt giống vậy nè, nó gửi vô cho em. Xong rồi cái lúc đó em cũng vậy, bây giờ bỏ mấy con này thì tội, mà giờ nhìn nó mình nó bực bội không có làm gì được hết trơn á. Cái lúc đó mới nghĩ hồi đang bán thanh lý lại đang bán thanh lý lại. Rồi cái sao ta? Rồi cái lúc đó em suy nghĩ không biết giờ bây giờ cái nick Facebook của mình mà đăng lên hội thanh lý là chắc bị chửi nữa. Bị chửi nữa, bị kiếm chuyện nữa. Rồi cái lúc đó là ngồi suy nghĩ rồi. Ok, thôi tạo cái nick Facebook giả. Tạo nick Facebook mới khác chuyên cho việc mua bán thanh lý này. Đặt tên khác. Không, lúc đó em cũng chẳng nghĩ là cái chuyện mà chuyên mua bán gì đâu, em chỉ mong là ok là đẩy cái mớ này đi thôi chứ bỏ nó uổng. Đó, tại vì nó cũng là một cái sinh vật sống mà nó cũng có ấy mà. Bởi vì em sợ tội em không có bỏ. Xong rồi tới lúc đó em suy nghĩ hoài, đặt tên hoài không ra được cái tên Facebook là cái gì. Cái lúc đó vợ em mới nói là cái gì, thôi đặt tên Vua Hải Tặc đi chồng. Nói, ủa sao Vua Hải Tặc? Thì chồng thích Vua Hải Tặc đúng không? Đó, thích Vua Hải Tặc. Nè, Vua Hải Tặc có biển, biển. Đúng rồi, có biển, có san hô là vô. Đã, đặt tên. Rồi, trái rồi. Vậy là có duyên luôn, có cái duyên luôn các bạn. Có nghĩa là xuất phát điểm là từ cái tự ái của mình. Đúng rồi, từ cái tự ái. Rồi sau đó là, tại vì em thực sự luôn không có em tự ái là vì người ta nói em như vậy. Nhưng mà em tự ái là vì em chưa có làm xong. Tại sao lại phủ nhận cái của em như vậy? Lúc đó cái em suy nghĩ giống vậy mà không có biết là lý do. Tại mình đâu biết gì đâu, mà cũng đâu có ai giải thích với mình gì đâu. Nên em là xuất phát từ cái tự ái đó. Rồi lúc đó là muốn chứng minh. Muốn chứng minh cho mọi người thấy là tôi làm được nha. Tôi làm được. Rất là hay luôn ha. Tôi làm được. Muốn chứng minh thấy là tôi làm được. Bởi vậy là sao? Sau cái lúc mà em đang bán thanh lý giống vậy á, cái mới trong tâm lý lúc đó là chỉ là thanh lý thôi. Thì cái giá rất là rẻ, tại mình cũng đâu có bỏ tiền ra mua đâu. Đó, thì cũng rất là rẻ. Thì tới lúc đó xong, cái mọi lần mọi người đi về các ơi chừng nào nhập hàng nữa. Chừng nào nhập hàng nữa kia nha. Này ép tôi bán luôn này. Ép mấy anh ép tôi bán. Ép tôi bán rồi. Tôi đâu có cố tình tôi bán đâu. Đó, rồi lúc đó mới suy nghĩ em đầu, ơi, tại sao mình không có nói này nhập hàng tiếp cho mình đi. Cái con nào mà đẹp á mình bỏ vô hồ mình chơi, con nào mình không thích mình bán. Đó, rồi cái từ từ cứ dần già giống vậy, rồi cái tư tưởng là phải chứng minh được cho mọi người thấy là mình làm được. Mình làm được. Đó là bắt đầu em nghiên cứu, em chơi, em lúng. Em lúng viết ra tiệm giống vậy. Quá thành công luôn rồi. Nhưng mà cái tự ái này có lợi các bạn. Bởi vì cái tự ái nó, cái bất kỳ vấn đề nào nó cũng có hai mặt của nó ha. Nếu mà cái tự ái nó đặt vô đúng người á thì nó sẽ hình thành cái sức mạnh, cái sự kiên trì để mà chúng ta có thể chứng minh. Còn cái tự ái mà vô tay những cái người tính không có được tốt lắm thì nó ra những cái hành động nó tiêu cực. Thì rất là hay luôn, cái đó câu chuyện của em đâu có trẻ trâu, anh thấy trưởng thành quá trời luôn. Không, này ông bà độ thôi. Ông bà độ. Ông bà độ thôi chứ em cũng trẻ trâu lắm. Bình thường mà em tự ái luôn là thường là hư chuyện không à. Không biết sao này tự ái vô được chuyện. Này là chọn nghề chọn rồi. Mà ác cái lúc đó em nuôi tầm bậy tầm bạ thật sự luôn, là bây giờ kêu em nuôi lại một cái hồ giống vậy em cảm thấy em rất là làm rất là sai luôn á. Em làm rất là sai, nguyên tắc sai đủ thứ hết các kiểu luôn, mà không hiểu tại sao mà lúc đó là ông bà độ kiểu gì mà mình lại nuôi được. Đâu em có thể ví dụ coi là có những cái mà bây giờ khi mà về mặt kiến thức thông tin của em nó tương đối là nó đầy đủ hơn, thì mình cũng có độ bình tĩnh hơn. Thì mình nhìn nhận lại những cái lúc mà sơ khai của mình á, là cái sai những cái điểm nào đâu. Xài nước máy. Xài nước máy. Xài nước máy hả? Xài nước máy để cho cái hồ này. Em nhớ hoài luôn, cái lúc đó là em đâu có biết. Em đâu có biết là cái này là nó yêu cầu phải là môi trường nước rồ. Nước rồ, em chơi nước máy pha muối luôn. Em chơi nước máy pha muối luôn. Em nuôi nước máy pha muối luôn, là vô là từ cái giò nước ra thẳng cái hồ luôn là dứt luôn. Đâu có biết cái gì đâu, dứt xong xuôi hết trơn nha. Rồi hai ngày sau quất luôn. Mà bản chất là cái nước máy này là nó có rất là nhiều thứ quan trọng, từ clo,
tới những kim loại nặng, chưa tính tới những cái chất thải mà nó không phân hủy được, không xử lý được qua cái nhà máy thủy cục nữa. Nó an toàn với con người đó nhưng mà nó không an toàn với mấy con này. Đó, nó an toàn mình có thể uống được nhưng mà mấy con này lại không được chuyện đó. Mà em thường thường những người khách em chơi bây giờ là hết 99% luôn là những người nào bắt đầu từ nước máy cũng sẽ gặp những cái sự cố khác nhau, từ nhẹ tới nghiêm trọng. Thì lúc đó có thể là sao, em cũng đã gặp rồi đó, nhưng mà có thể là nó nhẹ quá đâm ra là em không biết là mình đang bị luôn. Không biết là bạn bị luôn. Rồi lúc đó là sao, vừa đồ nước biển vừa đồ nước ngọt ở nhà, em nói anh luôn là có cái gì ở nhà em quất tận dụng hết. Có cái gì ở nhà là em quất vô cái hồ đó hết. Vi sinh là em không nhớ là em sử dụng biết bao nhiêu loại vi sinh ở trong đó luôn. Nhiều khi mà gặp sự cố rồi mà em không biết. Nhưng mà tới cũng may mắn là sao, cái hồ đó bây giờ tiếc quá là em đã bán mất tiêu cái hồ đó rồi, chứ thực tế là cái hồ đó không có bị mất nha. Hồ đó không có chết nha, nó vẫn tốt, vẫn khỏe, rất là ok. Mà may mắn sao tới lúc mà mình ý thức được cái việc mà chơi cái này kỹ thuật nó làm sao, bắt đầu tìm hiểu về kỹ thuật á, thì là mình lại khắc phục được. Đó, mình lại khắc phục được, nhưng mà cũng đúng thời điểm. Chứ em nghĩ mà lúc đó sai thời điểm chắc cũng thua. Cũng hên, nói chung anh nghĩ là tổ cũng có đãi em chứ. Lúc đó mà em gãy luôn chắc cũng không có không có gọi là bước tiếp được ha. Mà nhiều khi giống vậy lại hay anh à. Đúng rồi, đỡ tốn tiền. Nhiều khi giống vậy lại hay, đỡ tốn tiền, nhưng mà sao mình vẫn vui. Em vẫn vui vì là cái mình chơi nó tạo ra được một cái gì đó gọi là sự nghiệp. Dạ, nó tạo ra được cái gì đó gọi là mình cũng có thể có giá trị á. Dạ, có giá, giá trị, tạo ra được giá trị á. Dạ, chứ không phải là em học hành gì chuyên môn vậy này đâu. Thực tế là em, tại em hay phá, em hay dập. Đó, giống như mấy cái đồ đó là bển đó. Các bạn biết các bạn biết thì bữa giờ mình cũng có đi mấy shop cá biển các bạn. Thì mỗi một cái shop thì có một cái phong cách khác nhau ha. Thì hôm nay ghé thăm Tài thì tính của Tài thì các bạn nãy giờ coi clip từ đầu đến giờ có thể thấy là một người rất là sảng khoái ha, vui vẻ, thích giỡn, nói chung là gọi như là thích phá đó, thích phá và chấp nhận trả giá. Đúng không? Anh nói luôn, có chơi có chịu à. Sẵn sàng phá và sẵn sàng trả giá, cho nên là các bạn nghe những cái chia sẻ nãy giờ của Tài nó nhẹ nhàng hơn, nó không có quá căng thẳng về con số đồ này nọ các thứ. Mà nó mang cái tính chất gọi là đam mê. Nói như vậy không có nghĩa là những cái shop khác như thế nào, ý mình nói là hai cái màu, cái này tôi thuộc về tính cách con người. Đó, đúng rồi. Cái màu của em là anh thấy anh cũng giống em, thích phá, thích nghịch và chấp nhận trả giá. Đôi khi là mình biết là ok làm như vậy là sẽ hư á, nhưng mà mình cũng muốn biết là nó hư theo kiểu nào. Nó hư sao? Điểm chính là cái lúc đó em không biết em làm vậy. Không biết luôn, điếc không sợ súng luôn. Chứ không, chứ mà em biết là em không dám làm luôn. Chứ biết là không có dám làm, thề là không dám làm luôn. Thì tới bây giờ nè, bây giờ giống như em giờ không kêu mà em phá nè, thử này đi. Thì không dám. Đương nhiên rồi, lúc đó mình không biết mà. Bây giờ mình biết rồi, mình đâu có làm tầm bậy được. Bởi vậy mỗi lần mà giờ em muốn phá cái gì đó em phải làm một hệ sinh thái khác để em phá. Rõ ràng cái này nó đang ổn định rồi. Đó lý do tại sao hồ quá trời hồ lại giống vậy á. Muốn phá cái gì đúng không, muốn thử nghiệm một cái gì đó là mình phải có một hệ sinh thái riêng. Thì mình mới khẳng định được là cái đó, cái sản phẩm đó nó thật sự có công dụng hay không. Thì thường thường á là những cái sản phẩm này á nó cần thời gian. Nó cần thời gian để nó phát huy tác dụng của nó. Mà nhiều anh em á khi mà mới bắt đầu á là cảm thấy là muốn xuất hiện liền không à. Cái kiểu như tôi đang bị ung thư bốn cái chóng hết vậy. Không có, cái này là mình phải tạo ra một cái hệ sinh thái gì đó mà nó không bị can thiệp bởi những cái yếu tố khác. Rồi sau một khoảng thời gian nào đó thì mình mới bắt đầu đánh giá cái sản phẩm đó nó hiệu quả trong khoảng thời gian nào, với những loại san hô gì. Đó thì mình mới xác định được nó có hiệu quả hay không. Chứ còn mà mình chơi hầm bà lằn sáng cấu trong này rồi tới lúc mà ra một cái hồ khác, cái hệ sinh thái nó khác, thì nó lại không hiệu quả. Đó, thì tới lúc đó là khách hỏi em nhiều, em nói thiệt luôn á, nhiều khi mấy cái trường hợp em xử lý ở đây bằng những cái sản phẩm này, mới đầu em cũng nghĩ là mình chỉ người ta tầm bậy không à. Mình kêu má sao kỳ ta, cái này tôi xài được rồi ta, sao kỳ ta. Bấn lộn luôn anh, tới lúc mà mình cũng bị tự ái chứ. Tại mình là tư vấn cho người ta mà người ta không sử dụng được, mình sẽ cảm giác là mình không có uy tín với khách hàng, trình độ mình không có. Rồi tới lúc đó là sao, khách hàng là nhiều khi nghĩ mình chỉ bậy. Rồi lúc đó bắt đầu nghiên cứu sâu hơn,
nghiên cứu kỹ hơn, đào sâu hơn nữa thì lúc đó em mới phát hiện ra một cái điều là cái hồ cá của mình là nó lúc nào cũng bị thiếu sót. Tại mình đang chơi, mình đang muốn mang đại dương về nhà nhưng mà mang về với sự chọn lọc. Đâm ra là cái sự đa dạng sinh học của cái hồ này nó không có. Hiểu hiểu. Đúng không anh? Cái sự đa dạng. Có những cái con sinh vật nó có một cái chức năng gì đó trong cái đại dương. Đúng rồi. Nhưng mà do mình không có chọn nó, đâm ra là trong cái hồ mình nó mất cân bằng. Thiếu mất cân bằng. Đúng rồi. Đó là sao mà mỗi người cái sự lựa chọn nó lại khác nhau. Mỗi người sự lựa chọn khác nhau thì đâm ra là mỗi cái hồ là một cái hệ sinh thái hoàn toàn khác nhau. Và cái khả năng hấp thụ hoặc là cái tác dụng của những cái sản phẩm nó cũng khác nhau luôn. Đó. Thì là bởi vậy là trước khi mà muốn tư vấn ai cái gì đó em cũng phải là tìm hiểu kỹ. Em cũng ngại vấn đề. Mới đầu em cũng xiên tư vấn. Mới đầu em cũng tư vấn anh ơi hồ em bị rêu giống vậy. Em xài đó. Anh ơi hồ em bị ABC giống vậy. Em xài này. Nhưng mà sau một khoảng thời gian em phát hiện ra được là như vậy không có giải quyết được đúng, không đúng chính xác được. Phải cần tìm hiểu sâu vô là cái hồ đó thiết bị người ta đang sử dụng là cái gì, muối người ta xài muối gì, khoáng chất người ta xài khoáng chất gì, những cái loại vi sinh đã sử dụng là như thế nào, rồi những cái loại khoáng những cái chất dinh dưỡng người ta đang sử dụng ra sao, cái lịch cái thời gian, cái khoảng thời gian mà người ta thả san hô á, nó tần suất nó như thế nào, rồi số lượng cá bao nhiêu trong đó, thì em mới phần nào em đoán ra được thôi nha. Thì em mới tư vấn được. Chứ còn mà để đúng ra luôn á là em phải chơi cái hồ đó em mới biết cái đó bị cái gì. Bởi lúc nào em cũng truyền đạt những cái kinh nghiệm, chia sẻ kinh nghiệm của em cho khách để họ tự đánh giá được cái hồ của mình. Và họ sẽ biết được là họ nên mua cái gì, nên cần cái gì. Chứ không phải là em lúc đó em đỡ tốn công hơn nữa, em cung cấp sản phẩm. Đúng không? Em đỡ tốn công, em tư vấn hơn nữa. Đó, nhưng mà lại hiệu quả cao. Vô tình là mình cũng giúp khách của mình hiểu rõ vấn đề luôn. Dạ đúng rồi. Chứ còn ví dụ như nói chung bản thân mình cũng vậy các bạn. Ví dụ như các bạn có thắc mắc gì về bò sát hỏi mình á, thì mình cũng trao đổi, coi như trao đổi với bạn luôn, giúp cho các bạn hiểu vấn đề rồi sử dụng nó như thế nào, phòng tránh như thế nào luôn. Chứ mình không phải thuộc dạng giống như là anh ơi con này bị nấm, mình quăng cho cái tinh thuốc mua về sức đi em. Thì mình cũng không phải thuộc dạng đó, mà mình sẽ phân tích cho cái người chơi người ta hiểu là tại sao bị như vậy. Hướng điều trị như thế nào, làm sao phòng ngừa. Thì mình nghĩ cái đó là một cũng cái điều rất là hay luôn. Thì mình nói chung bản thân anh thì khách khứa rồi cũng cảm ơn mình gì đó. Tại vì mình không giúp người ta chữa bệnh không, mà giúp người ta hiểu vấn đề sau này người ta sẽ phòng tránh được luôn. Rất là hay luôn. Có cái kỷ niệm em mà có chơi bò sát em chắc chắn rồi, chắc chắn rồi, em không thoát được anh đâu. Có cái kỷ niệm mà vui buồn nào trong cái bộ môn này không? Kỷ niệm vui buồn á anh? Có. Có là sao em những lúc em phá thì nó thiệt hại nặng quá. Thiệt hại nặng quá, rồi những cái lúc mà mình ẩu những cái mà không đáng. Nó là thiệt hại nặng. Rồi đấu tranh tư tưởng anh. Em cũng đấu tranh tư tưởng rất là nhiều. Tại thực tế luôn á là khi mà em làm cái này á là nhiều khách á họ mình nói sự thật ra cho họ biết á. Họ lại nghĩ là mình vẽ vời. Khổ lắm. Giống như kiểu mà ok em phân tích cho họ biết là anh đang chơi con đó, nó yêu cầu cái mức độ như thế này, thì để làm ra được cái này anh phải cần thiết bị này thiết bị kia. Còn nếu anh không có thiết bị này thiết bị kia thì anh cần phải bỏ thêm công sức của anh vô, anh châu chuốt cái hộ anh thêm. Thì lúc đó tâm lý của người mới bắt đầu á, họ sẽ nghĩ là ôi ngay cả em đi, em đi chỗ khác em không hiểu gì về cái môn đó, em cũng sẽ nghĩ quá nãy dễ nay chết mẹ gặp đúng anh em mình ra bàn ngồi ghế quay cái hồ này cho đẹp nè. Ok anh. Thôi vô trước đi. Gặp ngay đúng thợ vẽ. Bởi vậy người ta cũng ngại. Người ta cũng ngại không em? Để em lấy gà lấy cà phê vô uống tiếp à. Thôi được rồi. Đi. Đúng rồi, đa số bản thân mình sẽ nghĩ là bị vẽ. Dạ. Đó thì là cái buồn là buồn ở chỗ đó. Giống như là kiểu mà mình mong muốn giúp đỡ khách hàng. Mong muốn là chia sẻ kinh nghiệm thực tế với khách hàng để cho họ đạt được cái kết quả tốt nhất mà mình có thể mang lại cho người ta. Nhưng mà nói chung là tâm lý con người như vậy là phải chịu. Thì bởi vậy em cũng đang cố gắng lập một cái kênh YouTube để
cho khách hàng tìm hiểu. Ví dụ mà trước khi họ tới với em, họ có thể coi qua cái kênh YouTube của em, hoặc là may mắn tìm nữa kênh YouTube của em hoặc là kênh YouTube của em may mắn xuất hiện trên cái YouTube của họ, thì là lúc đó họ có thể hiểu hơn về cái môn này nó như thế nào, nó không có đơn giản như mới bắt đầu đó, như họ nghĩ. Mà thực tế là nên cần cái sự chăm chút đầu tư về chất xám và sự tìm tòi học hỏi, chứ đừng nên bắt đầu một cách vội vàng mà tới lúc đó là mình fail, mình thất bại, mình tốn tiền, vợ mình găng mình nữa đó. Thật ra các bạn, cái tâm tư này nó diễn ra rất là thường xuyên, mà mình để nói riêng ở cái cộng đồng người Việt Nam thôi thì hay có cái tư duy như vậy. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái người ta có cái tư duy như vậy á thì cũng không có chắc được. Tại vì thật sự mà nói, Việt Nam mình thợ vẽ bánh vẽ cũng nhiều quá, lùa gà nhiều quá. Cho nên á là cái tâm lý của khách hàng á thì hay sợ là bị vẽ. Đó, cho nên là đôi khi mình tư vấn sử dụng cái này sử dụng cái kia thiết bị thì người ta nghĩ là mình đang kêu người ta móc túi tiền ra. Dạ, nhưng mà giống như góc độ của anh em mình á, thì muốn cho khách hàng có một cái trải nghiệm tốt nhất, thoải mái nhất, vui vẻ nhất. Tại vì mình cũng sợ dù như người ta nuôi không được là mất một người khách, mất một người chơi các bạn, coi như là cộng đồng mình mới mất một người. Đúng rồi. Sợ lắm, sợ là người ta sẽ nuôi không thành công, xong rồi người ta thấy khó quá, người ta nản, người ta bỏ. Thì mình cũng có cái nỗi lo đó. Mình mặc dù là mình bán lấy tiền nhưng mà mình cũng có cái nỗi lo đó. Mình mong muốn cho người ta được trải nghiệm vui vẻ. Rồi em nói là em phải có quyết định, là có những lúc em phải quyết định cái gì để đắn đo cân não làm sao. Đúng rồi, phải cân não anh. Thực tế luôn á là em xác định được tâm lý khách hàng lúc đó là nếu mà em nói thật cho khách thì nghe chắc khách không chơi. Lúc đó em phải đưa ra quyết định là giờ có nên nói hay không nói. Tại vì nếu mà bây giờ mình không nói, khách chơi, em có tiền. Còn mà nếu mà em nói thì là tỷ lệ thất bại, tỷ lệ chốt sale không thành công của em sẽ tăng lên. Thì là lúc đó phải cân não. Rồi mà thường thường là cân xong cái là có khách quay lại, họ cảm ơn em. Ok, cảm ơn em vì đã tư vấn anh giống vậy, nhưng mà anh cảm thấy môn này không phù hợp. Thì đó là mình xác định rồi mất tiền. Nhưng mà lúc mà một thời gian sau cũng là cái có một người khách khác tới với mình, thì anh kêu là ủa, em mới hỏi anh là ủa sao anh biết em. Thì là cái anh nè, anh chỉ anh nè. Thì lúc đó em thật sự em rất là vui. Em rất là vui vì sao, ok, lúc đó mình không có tiền nhưng mà cái người khách hàng này họ đã giới thiệu người khác tới cho mình, thì cái gì của em vẫn là của em. Cái đó là cái giá trị cốt lõi của sale các bạn. Sale không phải là chốt đơn đâu. Sale mà mình là mình hỗ trợ khách hàng và khách hàng là người chốt đơn. Hoặc nếu như mà người ta không chốt đơn, không phù hợp hay là có vấn đề gọi là riêng tư gì đó, thì một thời gian sau người ta cũng sẽ giới thiệu những cái người khách tốt cho mình. Tại vì mình đã tư vấn rất là kỹ càng, người ta nhìn nhận được cái vấn đề đó và người ta giới thiệu những cái người khách mà người ta cảm thấy là mình tin tưởng được. Đó, người ta sẽ giới thiệu cho mình. Thì anh em mình hay bị vui mấy chuyện lãng nhách đó quá. Có những khúc vui nó ngộ lắm các bạn. Làm nghề mà mình tư vấn mà người ta làm theo, người ta về ta nuôi nó đẹp nha, tự nhiên mình cũng vui. Đúng rồi. Mình nó nuôi tốt lên mình cũng vui, đơn giản vậy thôi chứ không phải cần tiền bạc gì. Thì có những cái vui nó rất là đơn giản vậy, giống như Tài vừa kể là một người khác không mua nhưng mà giới thiệu người bạn tới cho mình, thì mình nghe được điều đó mình cảm giác vui quá. Mình lúc trước mình tư vấn như vậy nó có giá trị chứ không phải là nó không có giá trị gì cả. Đúng rồi. Rất là hay luôn, rất là dễ thương luôn ơi, mừng má hú luôn. Luôn ơi, vui lắm. Mà vui nữa là những cái lúc mà em chỉ khi mà khách gặp sự cố gì anh. Cái thường thường khách sẽ hỏi em, và cũng vui là khi mà mình tư vấn được cho người ta mà người ta làm được, người ta cái hướng đi của mình chỉ nó work. Nó work với hồ người ta là chứng tỏ là cái chuyện mà em nghiên cứu, em cố gắng nó có thành quả. Em vui là vui cái chỗ đó. Đúng rồi. Đó. Và em cái lúc đó em lại nghĩ là ok, mình đã cứu được những cái sinh vật ở trong cái hồ đó. Tại thực tế luôn á là nhiều cái tại sao em lại nghiên cứu sâu thì em cũng chưa sâu bằng nhiều anh em khác đâu. Nhưng mà cũng là cố gắng hạn chế đi cái chuyện mà chết. Tại vì đối với em nó không phải là cục đá.
Những con san hô này nó không phải là cục đá, nó không phải là cái cây, nó không phải là cái cây. Cảm ơn em. Mà nó là một sinh vật sống. Đúng rồi. Tại sao nó đang sống vui vẻ ngoài biển, mình đem nó về rồi mình bỏ ra một cái số tiền giống vậy, rồi mình định được quyền định đoạt cái chuyện nó sống chết là sao? Em không đồng ý với cái chuyện đó. Thực tế luôn, giống như con cá là thực tế luôn nha, em nói luôn, con cá, những cái con cá rẻ tiền á, nó bị phân biệt đối xử rất là nhiều. Mà em nghĩ là cái môn, bất kỳ môn nào cũng chơi nó cũng sẽ là vậy, sẽ giống vậy. Những cái con mà rẻ tiền á, nó bị phân biệt đối xử rất là nhiều luôn. Nhưng mà thực tế con nào không phải là con, không phải là sinh mạng, đúng cũng không? Là một cái hơi thở, một cái sinh mạng, đúng không anh? Mình đâu có tiền, cũng mình đâu có tạo ra được cái chuyện đó đâu, tự nhiên mới làm được cái chuyện đó. Nhưng mà tại sao mình lại bỏ ra một cái đồng tiền như vậy rồi mình định đoạt cái chuyện nó sống chết ra sao? Em không đồng ý chuyện đó. Vài chục ngàn này thôi, sống chết không quan tâm ha. Có những người có tư duy như vậy, nuôi sao cũng được, chết bỏ kiểu dạng vậy. Anh cũng rất là dị ứng với lại những cái tư duy như vậy. Thực tế luôn, nếu mà bạn xác định bạn không thích con này thì đừng mua nó về. Đừng mua nó về làm gì rồi để cho nó chết một cách như vậy. Thí dụ bạn đã cố gắng hết sức rồi nhưng mà nó chết, ok không sao, buồn tí thôi, nhưng mà lần sau cố gắng đừng để nó chết nữa. Cái tại cái chuyện chết là mình không thể nào mà cản được, nhưng mà mình, nó chết trong cái hoàn cảnh như thế nào, trong cái chuyện mà mình đã cố gắng hết sức để cứu chữa cho nó rồi, trong cái chuyện mình đã tạo ra một cái môi trường tốt nhất có thể cho nó rồi, mà trong cái khả năng túi tiền của mình rồi, đó thì ok. Còn cái chuyện mà sao đem về nuôi đại nuôi chơi cho vui một hai ngày, cho con ngắm chút xíu, cho bản thân mình vui vẻ chút xíu, rồi định đoạt một cái sinh mạng giống vậy, ích kỷ lắm. Ích kỷ lắm. Ích kỷ, đúng rồi, ích kỷ lắm. Em lúc mà từ cái hồi đầu tiên rồi nhận được những cái comment nó tiêu cực, em tự ái á, xong rồi em quyết định là em phải chứng minh á. Thì cái khúc đó là em tự tìm tòi học hỏi hay là có đi theo học ai dạy cho em, hay là tự em phải nghiên cứu tìm tòi? Có chứ, có nhiều. Em thực tế luôn đó là em kiểu đi học lén. Học lén là cũng coi YouTube này YouTube nọ, rồi cũng đi học lén của giống như giả bộ qua thăm chơi, qua nhà chơi, giao lưu chia sẻ đồ này nọ cái kiểu. Rồi bắt đầu mình ngồi nghiên cứu search Google cái kiểu, rồi tự phá rồi tự đúc kết ra là không có cách nào gọi là nó phù hợp với mình hết trơn đâu. Không có cách nào của ai chỉ mà phù hợp đâu, chỉ có cách mà mình tự mình hiểu được cái hồn của mình mới làm. Mình hiểu được cái bản chất của vấn đề xong rồi tự mình sẽ thiết kế cái quy trình riêng cho mình. Tại vì cái môi trường của người ta nó không giống môi trường của mình, nên đâm ra cách người ta không có đúng trong cái môi trường của mình. Đó, chứ không phải là người ta chơi cái kiến thức người ta không đúng nha. Tại nó chưa phù hợp với môi trường của mình đó. Giống như là giống y như cái chuyện này, thuốc nào cũng có tác dụng nhưng quan trọng là sử dụng đúng bệnh. Đó, ý là giống vậy. Anh em biết á, cái bộ môn cá biển này so với lại những cái bộ môn mà bét khác á, thì theo góc độ của mình thôi, đây là cái bộ môn mà nó đòi hỏi nhiều cái sự kiến thức nhất, và chỉ số ABCD đó theo các kiểu luôn á, rối mù mù luôn á. Nếu mà ai mà đam mê mà không tới á, là không có kiên nhẫn ngồi đọc đâu. Nó đọc, anh nghĩ chắc đọc khoảng chừng một trang là nó có rối nùi luôn. Dạ đúng rồi, xì lỗ tai luôn rồi đó. Nói chung là áp dụng kiến thức là từ toán, lý, hóa, sinh, ngoại ngữ luôn nha. Đó, ngoại ngữ luôn, mà chưa tính tới cái chuyện mà đổi đơn vị đồ này nọ cái kiểu nữa. Từ rất là khó luôn đó. Từ ounce, gallon, rồi lít, rồi từ inch đồ này nọ cái kiểu tứ lung tung á. Nhưng mà sao, cái gì khó nó mới sướng. Đúng không anh, rõ ràng không? Tại vì cái nào khó nó mới có cái mục tiêu để cho mình phấn đấu. Đúng rồi. Còn cái game nào mà vừa vô chơi vài bữa cái về đích luôn rồi đâu có gì đâu, còn là đúng hấp rồi, dẫn. Đúng rồi. Cái game này nó hấp dẫn ở chỗ tại vì nó quá khó. Đúng rồi, nó quá khó luôn á. Anh thấy là anh quá khó. Anh em nào muốn bắt đầu cái môn này, thứ nhất là phải có cái bản năng của con săn mồi cái đó. Bản năng của một loài săn mồi á, thích chinh phục. Thích mạo hiểm, thích phải dữ dội rồi này nọ lên. Đó, đẳng cấp của mình nó phải như vậy. Thì hãy nên bắt đầu cái môn này. Đó, mình phải có giống như là mình nó khao khát, mình chinh phục được cái bộ môn này. Thì mình mới tỷ lệ thành công là mình mới cao. Đó, chứ còn mà mình chơi kiểu vui vẻ đồ này nọ cái kiểu á, thì hãy nghiên cứu kỹ những cái nào mà nó không quá khó. Nó cái độ thích nghi của những cái con nó thấp,
bắt đầu. Chứ đừng định đoạt sinh mạng của tụi nó bằng cái số tiền nhỏ nhoi. Đúng rồi, bắt đầu xong rồi lúng luôn. Dạ. Bắt đầu xong bị lúng luôn. Không, cuốn lắm anh. Cuốn. Tình em đây cuốn lắm. Không, anh không phải dân trong nghề, anh chỉ đi quay review thôi mà anh còn thấy cuốn. Anh tính lúng vô rồi đó. Nhưng mà anh sợ cũng giống như em nói. Dạ. Cái này là một cái điều hết sức là bình thường luôn các bạn. Ví dụ như mình tới mình quan quan cái hồ này mình rất là đẹp luôn. Và thật sự với cả khả năng của mình á thì mình có thể build cái hồ. À, bỏ tiền ra để build. Nhưng mà mình thấy là nó không có cái đủ cái độ và giống như em nói, dạ. Một thời gian sau mình sợ mình bị tụt mút xong rồi mình bỏ bê thì những cái sinh vật ở trong này nó sẽ bị chết. Đâm ra mình gán mình kìm cái lòng lại, chứ giờ mình hỏi các bạn tới nhìn một cái hồ vừa san hô vừa cá nó đẹp như thế này nè. Thì làm sao mà không có khởi lên cái mong muốn sở hữu, yeah. Đúng không? Yeah, nhìn đúng vô rồi. Là ok này tối nằm võng hút thuốc rồi này nọ là làm hai lon con khu mực nữa thấy một ngắm cái đẹp thôi là... Nhưng mà mình cũng phải suy xét lại, mình cũng lu bu đủ thứ việc, yeah. Việc mình rồi con cái rồi đủ thứ, mình không có đủ thời gian chăm sóc cho nó thì nó sẽ bị tàn từ từ, đúng rồi. Nên ra thôi mình gán mình kìm lại, yeah. Chứ là anh rất là muốn sở hữu luôn, yeah. Thường thì mấy anh em mà muốn chơi cái môn này sẽ chơi theo hai kiểu, hai kiểu là thứ nhất là họ sẽ tự chăm sóc, rồi thứ hai là họ sẽ nhờ dịch vụ bảo trì. Đó, dịch vụ bảo trì là gì, là bên em sẽ set up một cái hồ, nó yêu cầu một cấu hình tối thiểu là như thế nào, rồi bên em sẽ qua chăm sóc nó hàng tuần. Bên mình là có cung cấp dịch vụ bảo trì rồi luôn đúng không? Dạ có, đầy đủ hết trơn, anh chỉ cần liên quan tới cái môn này là có em. Ồ, quá hay. Dạ. Từ thiết bị hóa chất sinh vật sống rồi phần cứng phần mềm, dịch vụ, những cái dịch vụ như nó cảm thấy nó rất là vô lý, chẳng hạn như cho cá ăn đi chăng nữa, cho cá ăn, cho san hô ăn, rồi qua kiểm tra coi hồ có bị cái vấn đề gì không, hoặc là qua vệ sinh hồ rồi chăm sóc đồ này nọ, mình em cung cấp đầy đủ hết. Tuyệt vời. Dạ. Những người bận rộn thì người ta rất là cần những cái dịch vụ như vậy luôn. Dạ đúng rồi. Và thậm chí là có nghề thì chăm nó mọi thứ nó đẹp ha. Nó ok ha, đúng không? Dạ, nghề cũng phải có nghề đâu. Mới có nghề chứ, trời mấy này là nghề cứng luôn á. Chứ đâu phải như bình thường được. Cũng vô mà. Để nói chung là cái này nó cũng không phải quá khó đâu anh. Tại vì đối với em là muốn chăm sóc cái những con này tốt á, chỉ cần có cái lòng yêu thương tụi nó. Cứ có lòng yêu thương những cái con, trân trọng những cái con cá, con san hô giống vậy, thì mình sẽ tìm đủ mọi cách để mình làm cho nó sống, làm cho nó phát triển tốt hơn. Tại vì thực tế luôn, những cái con động vật này nó không có khả năng giao tiếp với con người, và cái giao tiếp, những cái giao tiếp hình thể của nó không có rõ ràng như con chó, con mèo, nên đâm ra là người ta không có cảm giác được, không có khó mà có được cái tình yêu thương mãnh liệt giống như con chó, con mèo. Đó. Chúng ta cần phải thấu hiểu. Ví dụ như mình hiểu nó, mình nhìn con cá bơi là mình biết nó đang gặp trục trặc gì. Nhìn cái san hô là mình biết nó như thế nào. Mình thấy những cái dấu hiệu bất thường. Rồi bắt đầu mình dùng những thiết bị mình đo test rồi mình coi nó thiếu hụt sao đó, mình chăm vô. Nhưng mà trước mắt là mình phải quan sát cái hành vi nó, là bình thường là bơi tung tăng mà hôm nay thấy xìu xìu ở nảnh là mình biết. Là biết liền, mình kiểm tra. Kiểm tra coi cái body nó làm sao, cái bụng nó làm sao, rồi cái đuôi nó làm sao, có túm, có phình hay là có bị gì đó không, rồi da dẻ đồ này nọ của nó làm sao, rồi cái hành vi của nó như thế nào, hôm nay có lờ đờ hay là sung mãn hay là cọc cằn gì đó không, rồi mới tìm hiểu được nguyên nhân của nó. Chứ mà khơi khơi hỏi anh ơi con cá em bị gì là thua đó. Phải hiểu á. Khơi khơi hỏi anh ơi con san hô em bị gì là thua đó. Nhưng mà cái bộ môn này anh thấy cái lượng kiến thức từ san hô tới cá rồi tới nước nữa. Đó là ba cái mà mình cần phải kết hợp lại với nhau trong một cái gọi là cái môi trường sống như thế này. Quá nhiều kiến thức luôn. Quá nhiều kiến thức. Em vô là mới đầu vô em sượng dữ không? Khó dữ không? Khó nhằn dữ không? À thực tế luôn, mới đầu của em nó đơn giản lắm. Tại em giống như nãy em nói anh á, em chơi kiểu ông bà độ mà. Lúc đó em không có bị trường hợp gì xảy ra nhiều hết trơn á. Em chơi tầm bậy tầm bạ mà lúc đó nó không có là giống như kiểu mà nó không có cái gì gọi là xảy ra một cách rõ ràng hoặc là nghiêm trọng á, nên đâm ra là nó cứ lướt qua như vậy. Rồi tới cái lúc mà em bắt đầu em tìm hiểu á, em mới kêu trời má. Cái gì vậy? Sao hơn sao giờ này vẫn còn sao giờ này mày còn sống vậy, sao mày hay vậy,
Trời, em nói thiệt luôn, lúc đó em không ngờ luôn á, em không ngờ là cái hệ sinh thái nó lại kỳ diệu như vậy luôn á. Đó là đâu. Lúc đó mình mới định, lúc đó là sao? Những cái mình cũng chia sẻ, lúc đó là cũng chia sẻ mấy anh em là đó em chơi vậy đó. Rồi cũng có nhiều người làm theo, nhưng mà người ta không hên giống em. Nhưng mà người ta không hên giống em, rồi tới lúc đó là sao là người ta nghĩ thôi không chơi giống kiểu của mày được. Đó là lúc đó là ra cửa hàng rồi là bắt đầu là tém lại. Trước khi nói cái gì là em cũng phải suy nghĩ kỹ càng, tìm hiểu đúng, xác định rõ nguyên nhân rồi này nọ mới dám tư vấn cho khách. Chứ không thể nào mà chơi kiểu bộc phát mà chia sẻ như anh em chơi hồi xưa. Nó cũng mất đi cái thú vui của em với cái môn này. Thật sự luôn á, khi mà bắt đầu ra bán thì em cũng mất đi một phần nào thú vui của đâu, em. Đâu, anh thấy không? Giống như kiểu là có những cái mà khi mà người chơi, nói chuyện người chơi họ rất là cởi mở, rất là ấy. Rồi tới lúc mà khi mà bây giờ mình là với cương vị là người bán hàng và đây là người khách hàng của mình á, đâm ra là có những cái mình khó nói, mình không thể nói được. Mình không bớt enjoy đó. Đúng rồi, mình có trách nhiệm với cái nem của mình hơn. Dạ đúng. Còn rồi. Còn nếu mà mình ở cương vị mình trải nghiệm, mình nuôi thì sao cũng được hết. Mình phóng khoáng đó, phóng khoáng sao cũng được hết. Còn giờ mình đã chưa cái bảng có cái nem của mình rồi, mình phải bảo vệ cái nem của mình. Dạ. Thì bởi vậy là cũng có hai trường phái chơi theo kiểu cảm hứng, cảm giác. Không phải hai trường phái đâu mà giống như kiểu mà hai dạng người chơi. Một dạng được độ và một dạng không được độ. Dạng được độ, không được độ. Thì thường là em thấy là xui nhiều hơn luôn. Xui không à. Bởi vì anh em trước khi bắt đầu chơi cố gắng tìm hiểu đi. Nó cũng có cái hay. Hôm nay mình nghe Tài chia sẻ cái đó thì mình cảm nhận rất là sâu sắc luôn. Tại vì bản thân của anh lúc mà anh đến với Bò Sát là đến từ cái sự trải nghiệm. Có nghĩa là mình nuôi nó, xong mình nhìn nó, mình quăng rau này vô nó ăn, mình quăng rau kia đó, rồi mình tới mùa nó hành vi nó làm sao mình quan sát từ từ mình hiểu cái hành vi của nó. Thì cái kiểu mà chơi mà mày mò vậy nó cũng có cái hay các bạn. Có hay có dở. Cái hay là gì? Cái hay là có những cái mà mình biết nhưng sách vở nó không có ghi. Đúng không? Mình quan sát được những cái điều đó, hầu như là những cái tài liệu rồi nó không có chia sẻ tới cái đó, nhưng mà mình cảm nhận được nó. Rồi cái tâm lý mình rất là thoải mái các bạn. Ví dụ như các bạn có một người anh hay là người nào đó dẫn dắt mình không được cái này, không được cái kia, không được cái nọ, là tự nhiên cái mình giống như mình bị chặn đường vậy đó. Tới đây quay đầu cái không có dám thoải mái được. Còn ví dụ chơi kiểu em hoặc là đối với Bò Sát ngày xưa anh chơi á, là cũng vậy, rất là thoải mái tự do luôn. Khi mà chia sẻ ai hỏi gì thì mình cảm nhận sao thì mình nói vậy. Rất là ok luôn. Nhưng mà giờ mở tiệm ra rồi giống như mình tư vấn chữa bệnh cho những người khác, ta hỏi mình đi, mình phải có trách nhiệm với lời nói mình chứ. Dạ đúng rồi. Thí dụ đây là con này của mình, nếu như mà không phải là mình cố tình mình dùng nó là vật thí nghiệm nha, nhưng mà mình vẫn làm, nhưng mà nếu mà có hao hụt gì đó thì phần đó của mình. Thì mình xui chịu là hết sức rồi. Nhưng mà của khách nhiều khi là đâu dám thí nghiệm đâu. Đôi khi là tiền của người ta là cái đơn giản nhất, hoặc là đôi khi đó là một cái tặng phẩm có giá trị kỷ niệm. Mình đâu có dám bậy bạ được. Nó cũng rồi. Bị mất cái độ sướng của mình. Đúng rồi, bớt sướng em ơi, bớt sướng hẳn luôn á. Bởi vậy mà không hiểu sao ác cái nuôi sống hoài à. Mà luôn thiệt đúng nghề không, em công nhận nghề chọn mình á. Nghề chọn mình. Tại giờ mà em kể lại cái quá trình mà em chơi tào lao giống vậy mà ai mà chơi sống nữa em mới phục luôn. Đây. Đi hoài mỗi lần quay cá biển giới thiệu đứt em của anh. 60 củ rồi mà giờ là cái hồ toàn là nước không à. Còn nước không chứ không còn gì á. 60 củ rồi. Ông mà vui mà đúng không? Vui đúng không? Nhưng mà anh em. Đâu mà vui. Nói chung á là sao? Mình chơi cái gì nó cũng có, chơi kiểu nào nó cũng có thú vui của nó. Chơi kiểu ngẫu hứng, bộc phát thì nó vui theo kiểu mà mình trải nghiệm. Còn mà chơi theo kiểu mà chắc cú giống em á thì là mình vui vì mình không mất tiền. Đó, mình vui vì mình chinh phục được cái môn này. Nhưng mà nếu mà cho em lựa ha thì em sẽ chơi theo cái kiểu mà chơi bộc phát nhưng mà có một phần nào đó gọi là nghiên cứu, tự nghiên cứu. Tại vì sao mình khi cái gì đó mà mình tự nghiên cứu ra mình sẽ vui vì mình đã tìm ra được cái đó. Cái thứ hai á, là mình tự trải nghiệm được, là nếu mình kiểm soát được á, tại khi mà anh muốn sử dụng cái gì, anh khi em bắt đầu em tìm hiểu đó, nó sẽ có những cái direction, nó có những cái caution, là những cái khuyến cáo của nhà sản xuất là cái nào nguy hiểm không vượt quá cái gì đó. Thì lúc đó là sao mình vừa hứng thú được,
mà mình vừa kiểm soát được cái chuyện mà thiệt hại của mình đó. Ừ. Thì bởi vậy đó là sao? Cố gắng nghiên cứu, tự nghiên cứu mày mò. Ừ. Tự nghiên cứu mày mò, và những cái kiến thức của người khác, ngay cả của em đi chăng nữa, thì nó chỉ mang tính chất tham khảo. Ừ, đúng. Nó chỉ mang tính chất tham khảo thôi. Hãy cố gắng tìm ra được cái cách chơi của mình. Lúc đó là mình sẽ vừa trải nghiệm được cái môn này mà vừa cái kiến thức đó thành của mình luôn. Nó như cái gậy dư ý luôn, muốn ngắn hay ngắn, muốn dài dài là nó chơi sướng hơn. Đúng rồi. Chứ còn cái chuyện mà chơi ngẫu ứng, thích con này con ấy con kia đồ này nọ mà để tụi nó chết thì cũng không nên. Ừ. Nên ok thích con đó không? Bỏ ra 1 phút coi coi con đó không thích con nào, tập tính nó là cái gì, chơi được không? Ừ. Đó vậy thôi. À, giới thiệu với các bạn, Tài đây thì trước kia là một đầu bếp hả? Dạ. À, em làm ở bên cái em làm ở khách sạn Bạc Hai Á Sài Gòn. Ờ, Bạc Hai Á Sài Gòn á. Dạ. Thì cái tất nhiên là nãy đầu clip em có kể là cái cơ duyên em đến với cái bộ môn này rồi. Dạ. Nhưng mà anh nói là muốn nói là một cái dấu ấn gì, một cái cột mốc gì mà cho em quyết định là em nghỉ cái công việc cũ và em bước qua cái công việc mới này luôn. À. À, anh sếp em kêu em nghỉ việc đi. Anh sếp của em kêu em nghỉ việc đi, kêu Tài mày không có phù hợp với cái bếp đâu. Ừ. À, mày phù hợp với kinh doanh. Ờ. Thì lúc đó em mới thử đi ra ngoài thử, lúc đó em bắt đầu với ngành môi giới bất động sản. À. Rồi tới bây giờ em vẫn đang làm. Ồ. À, thì anh biết môi giới bất động sản mà đâu phải lúc nào cũng làm đâu. Đúng rồi. Đó, đâu phải lúc nào cũng làm. Rồi thì vừa làm vừa chơi. Vừa làm vừa chơi giống vậy đó, rồi đụng cái nữa gặp cái đợt cách ly. Thì ở nhà nghiên cứu luôn. Ồ. Là lúc đó vừa có hồ xong là bắt đầu cách ly. Ừ. Quá đẹp luôn, không cô đơn luôn. Khỏi sợ cô đơn. Hồi xong là bắt đầu ở nhà, bắt đầu là sao, ở nhà bị cách ly đâu đi đâu được. Ừ. Đó lý do tại sao mà ở nhà có gì là em chơi cái đó đó, đâu có mua được gì đâu. Ừ. Không có mua được cái gì, không có mua được cái sản phẩm nào hết trơn á, là ở nhà. Hồi bữa đã mua được mớ đồ nước mặn rồi đúng không? Rồi cái giờ còn mớ đồ nước ngọt này giờ không biết sao, hết vi sinh nước mặn rồi, không mua được, còn vi sinh nước ngọt quên luôn. Nhưng mà mình khuyến cáo mấy bạn là không nên sử dụng cái đó, tại vì thực tế là sao? Những cái chủng vi sinh á, nó có những cái môi trường sống khác nhau và đúng những rồi. Cái loại thực phẩm khác nhau. Ừ. Mà nếu mà mình giới thiệu những cái chủng vi sinh mà nó cùng, nó cạnh tranh cùng một loại thức ăn á, nó sẽ tiêu diệt lẫn nhau. Ừ. Cái tỷ lệ mà hên giống mình nó xíu vậy nè. Bởi vậy đừng bắt chước. Đừng bắt chước Tài. Đừng bắt chước cái Tài. Đừng bắt chước bữa giờ các bạn, bữa giờ đi trò chuyện với lại những anh em á thì mới phát hiện ra là cái đợt dịch vừa rồi tất nhiên là nó lấy đi rất là nhiều thứ của mọi người ha, nhưng mà bù lại nó cũng là một khoảng thời gian mà có nhiều bạn đã khởi nghiệp hoặc là đã tìm ra một cái gì đó trong cái khoảng thời gian dịch đó. Đúng rồi. Nó cũng là một cái cột mốc rất là quan trọng trong cuộc đời của thế hệ mình luôn, cái dịch đợt dịch vừa rồi á. Tính ra mình nói chuyện như kịch bản luôn rồi. Ghê thiệt. Tính ra cũng đặt câu hỏi là vô đúng ngay cái chỗ mà nó trả lời hay không luôn. Có chuyện y như kịch bản luôn á. Móc nói trước rồi, nãy giờ anh đạp chân em quá trời em thấy hả? Trời ơi, chứ dơ dài luôn, chứ dơ dài chứ dơ. Còn đối với lại cái bộ môn này á, giây phút nào em thăng hoa nhất ta? Giây phút nào em thăng hoa nhất à? Giây phút em mở cái tiệm. Ồ, tiệm này được bao lâu rồi? À, tiệm này của em gần 1 năm ở cái tiệm này. Gần 1 năm. Ở tiệm trước thì cũng được gần 1 năm nữa. Cũng ra quận 4 này. Dạ đúng rồi, ở bên đường Nguyễn Hữu Hào á. À Nguyễn Hữu Hào. Cái giây phút em thăng hoa nhất là phải nói làm sao ta? Cái giây phút em mở được cái tiệm. Ừ. Là lúc đó em cảm giác là tại em chơi cũng chắc cú mà. Ừ. Em phải tính toán đồ này nọ nếu mà mình mở tiệm ra có lời hay lỗ hay gì hay không. Thì lúc đó là sau khi em mở cái tiệm, lần đầu tiên em mở cái tiệm á, ở bên tiệm cũ á, thì anh em tới rất là đông. Thì lúc đó em không ngờ, em thật sự không ngờ lúc đó là mọi người tới đông và ủng hộ mình nhiều như vậy. Ừ. Thì lúc đó là mình mới nghĩ ra, mới cảm giác là ok, cái của mình làm nó xứng đáng. Ừ. Thực sự lúc đó rất là sướng. Ừ. Sướng đó, thật sự là sướng. Và nhiều khi là những cái lúc thăng hoa nữa, nó vui nữa là mỗi lần mà có một newbie nào mới ở trong hội. Ừ. Họ cần tìm cái gì đó, họ cần cái gì đó, hoặc là họ inbox vô cho em, họ nói là được anh này giới thiệu, hoặc là có ai đó tag tên em vào. Ừ. Những cái bài mà cần giúp đỡ cho mày, em rất là vui. Ồ, rõ ràng đó, thằng Hòa của em chỉ nhiêu đó. Mình thấy mình có giá trị á. Dạ đúng rồi, thấy có giá trị. Còn mà để
với lại nữa những cái lúc mà tìm ra được cách xử lý một cái vấn đề nào đó cũng rất là vui. Đúng rồi. Tại vì thường thì để tìm ra được một cái nguyên nhân để xử lý một cái vấn đề, nguyên nhân của một cái hồ cá này nó khá là chua, khá là khoai á. Đúng rồi. Tại thường thường á là nước lúc nào cũng trong. Nước lúc nào cũng trong. Cái xác định được cái nguyên nhân là cái khó nhất. Dạ, có biết hiểu được cái nguyên nhân rồi thì cái hướng xử lý nó chính xác được. Chính xác được. Thà không xử lý chứ đừng xử lý vậy. Ừ đúng rồi. Không nên test đâu. Dạ. Nào test chứ test này mệt lắm, test này đau bụng lắm. Tại môi trường nó môi trường chung, ảnh hưởng là ảnh hưởng nguyên hồ. Chứ nó không có giống như những cái giống như bên bò sát anh đi. Nó bị theo con, bị theo cá thể. Cục bộ. À, bị theo cá thể. Nó cũng có những căn bệnh nó gọi là cộng đồng. Dạ. Nhưng mà nó dễ, nói chung nó dễ xử lý hơn nước này nhiều, rất là nhiều. Dạ. Rất là dễ xử lý. Tại mình có thể cách ly tụi nó ra để mình xử lý. Còn này cá mà một khi nó vô hồ rồi là không thể nào bắt nó được. Mà có những loại thuốc dành cho cá nó lại không phù hợp với san hô. Là không thể xử lý trực tiếp được trong hồ san hô, phải cố gắng bắt được con cá ra nó đang đòi xử lý được. Đó, nó sẽ giống như vậy. Mà mình khi mà mình tìm ra được nguyên nhân giống vậy đã về. Thật sự là cái sướng, em nói thật anh luôn, cái sướng ở cái môn này là phải fail, phải gặp vấn đề và tìm ra được nguyên nhân lý do tại sao mà khắc phục được cái vấn đề đó là cái sướng nhất của cái môn này đó vậy. Thì sẵn đang nói về fail thì nãy em có nhắc sơ qua là một trong những cái nỗi buồn của em là có những lúc mà xui bị lật cái hồ nó rồi tổn thất quá nhiều đi. Dạ, đúng thì rồi. Có thể chia sẻ lần đó là cái kỷ niệm nó như thế nào. À, kỷ niệm lần đó của em là như thế nào? Cá là nỗi đau. Cá là nỗi đau lớn nhất. Tại vì sao? Tỷ lệ chết cá biển quá cao đi. Tỷ lệ chết cá biển quá cao tại vì á là do cái môi trường nó những cái hồ anh em thường chơi á nó thường kích thước nhỏ. Để nó phù hợp với kinh tế của mình. Nhưng mà con cá biển nó sống ở một cái nơi rất là lớn. Nó không có sống theo kiểu mà khu vực lãnh thổ như vậy như cá nước ngọt. Mà thêm nữa là sao, cá biển nó có tập tính di cư. Nó di cư, có con định cư, có con di cư. Bởi vì một cái nó cần không gian rất là lớn. Tại vì nếu mà em theo em tìm hiểu một con cá mà nhỏ nhỏ giống vậy, đó giống con đó đó, là nó cần yêu cầu cái hồ 1.5 mét thì mới phù hợp với nó. Đó thì mới phù hợp với nó. Thì cái đợt đó là tại sao em lại buồn, là cái đợt đó là em tiết kiệm, em ẩu là giống như cái hộp cái ở đây đi ha, ở dưới đó cũng là cái hộ dưới đó, cái hộ dưới đó luôn. Thì là ở trên đó là em để khoảng 200-300 Nemo. Thì ở dưới của cái hồ đó có cái sâm rất là lớn. Có cái sâm rất là lớn mà lúc đó là em lại có vài con hải quỳ. Mà em không, những cái hồ trưng bày của em nó hết chỗ để rồi. Thì em bắt là em mới bỏ vô cái sâm. Bỏ vô cái sâm mà lúc đó là mình lại suy nghĩ là đơn giản bỏ vô cái sâm thì nó đâu có tạo sóng gì ở dưới đâu. Nó đâu có gì mà tác động đâu. Rồi tới lúc đó là cái vách mà để thông nước giữa các sâm á, con hải quỳ nó bơi qua cái ngang bơm. Đó, bơi qua cái ngang bơm và bị cuốn vào bơm. Nó cuốn vào bơm rồi, và khi mà con hải quỷ bị xây cái cánh quạt của bơm xây thịt ra thì nó bắt đầu tiết ra những cái chất độc để phòng vệ của nó. Rớt nguyên hồ luôn. Rớt nguyên hồ luôn. Lúc đó em không, thật sự không có tiếc tiền mà thật sự lúc đó em cảm thấy mình rất là ác. Hối hận á. Hối hận. Vì cái sự cẩu thả của mình. Đúng rồi, mình biết bao nhiêu con cá để chết giống vậy thì cũng như chết 200-300 con cá là chuyện rất là bình thường ở trong cái môn này. Nhưng mà chết vì cái chuyện mình ẩu như vậy đó, mình rồi. Rất là hối hận. Tự trách bản thân. Dạ đúng rồi, rất là hối hận luôn. Nhìn vô nhìn mà chết trắng mắt hết trơn mà nhìn tội nghiệp lắm. Nhắc tới mà thấy vẫn còn xúc động. Đó thì sau cái đợt đó xong là em mới có ý thức. Sau đợt đó xong em mới có ý thức là chơi cái này không phải chỉ để cho vui. Đúng rồi. Mình chơi cái con nào mình phải có trách nhiệm với con đó. Chứ không phải chơi mà mày hên lắm mày mới được tao nuôi. Đúng không? Anh Khỉ nhiều khi cũng tổ đưa ra cái bài toán, cái bài giải để cho em nhìn nhận lại. Thì bản thân anh cũng y chị à. Có những lúc mà mình cẩu thả cái gì đó gọi là nó gây ra những cái thiệt hại về mặt sức khỏe cho mấy con bé đó. Anh cũng buồn.
nhiều khi mình đó anh chơi chim đi, treo chim cái chỗ nó bị kiến nó bu ra nó bu kín con chim luôn, anh cũng đau lòng. Xong rồi ví dụ nuôi rùa quên kéo tấm bạc, xong rồi nhiều khi là nhớ là quên kéo nhưng mà đang nằm ấy làm biến quá thôi. Kệ đi, chắc không sao đâu, sáng mai qua bệnh, cái bệnh xong yếu từ từ đi thì những cái khúc đó là mình rất là hối hận luôn. Thì những cái đó nó sẽ chỉnh cái tính cách của mình lại. Thật ra bây giờ bản thân anh và em, anh nghĩ em cũng đã tiến bộ hơn xưa rất là nhiều, không có dám ẩu nữa. Mình có cái sự nhìn xa trông rộng hơn, không có dám ẩu nữa, ẩu trả giá nặng quá mà bắt tụi nó trả giá chứ không hay bắt mình thì chỉ có mất cái lúa thôi chứ còn đúng rồi, mình mất tiền thôi chứ tụi nó là mất nuôi cái mà tiền đâu có mua được đâu. Đúng rồi. Bởi vậy, nhưng mà bởi vì những môn này nó có giá trị, nó giúp cho mình ok ha. Đó lý do tại sao mà em lại tìm hiểu sâu cái cấu hình của hồ khách nó như thế nào lại. Em tìm hiểu là cái sản phẩm này nó như thế nào, cái kia như thế nào, tư vấn nó ra sao, rồi nói những cái đưa ra những cái sự thật để cho khách hàng hiểu là cái môn chơi này như thế nào. Mà cũng nhờ nói sự thật giống vậy em mất khách cũng khá nhiều. Nhưng mà được cái là mình không có làm cho những cái, mình không có vô tình hại những con sinh vật nó chết. Đó thì em lựa chọn con đường đó. Có thể là kiếm tiền ít lại một chút đó, nhưng mà an tâm. Không, anh nghĩ thật ra cũng không phải là do cái cách tư vấn hoặc là cái cách nói chuyện của mình làm mất khách đâu. Nhưng mà chính vì mình thật thà thẳng thắn với khách thì khách người ta tự cảm giác là người ta không phù hợp. Không phù hợp với cái này, nó khó quá, nó chi ly quá, cho nên là người ta không chơi. Chứ còn sợ hơn một cái là dễ lắm chơi đi, dễ lắm chơi đi, mua đi, rồi người ta bỏ tiền ra, người ta mua về, người ta làm. Rồi nó đâu phải không có những người, người ta nhiều khi người ta khó tính, người ta quay lại người ta la mình luôn. Tại vì mình bắt người ta, mình tư vấn không tốt, làm người ta làm cái hồ không tốt, về những cái con cá nó chết, người ta mang tội. Có những người người ta khó là người ta cự mình luôn. Bên bò sát của anh là nhiều anh em bán hàng là cái tư vấn dễ lắm, cứ không cần nắng cũng được, ăn cái gì cũng được, càng ngày càng suy, càng yếu, càng chết. Thì cái mục đích của người đó, người ta chỉ muốn bán, chốt đơn lấy tiền thôi. Anh em mình thì nó thuộc về cái hệ khác. Ngồi đây mát lắm các bạn, thường thường vô cá biển là mát nhất. Cá nước ngọt thì có tiệm có máy lạnh, có tiệm không, chứ thấy cá biển tiệm nào cũng có máy lạnh á. Vô ngồi là không ra luôn, ngồi nó hoài mát mà nhìn nó đẹp nữa, nhìn rất là đẹp luôn. Ở đây em chỉnh giờ là 7 giờ tối em tắt. Dạ không, 24 giờ 24 anh. Không, anh nói đèn á. Đèn anh, đèn em là 7 giờ tối tắt, sáng 9 giờ mở. Tự tất nhiên là máy lạnh ở đây là mình phục vụ nguyên cái cửa hàng của mình là mở 24/24 luôn. Dạ đúng rồi. Với lại là sao, tại sao em lại sử dụng máy lạnh? Tại sao lại sử dụng máy lạnh mà không sử dụng hệ thống làm lạnh titan hay chiêu lời? Thứ nhất là nó sẽ tiết kiệm điện cho em hơn. Thứ hai nữa là cái thẩm mỹ nó sẽ có. Nhưng mà nó sẽ kiểm soát nhiệt độ không tốt bằng chiêu lời đúng đâu rồi, nha. Đúng rồi. Xài máy lạnh nó không kiểm soát nhiệt độ không tốt bằng chiêu lời đâu. Những cái hồ nào nó gần máy lạnh á, nó sẽ có nhiệt độ thấp hơn những cái hồ ở xa. Đó là cái đó là yếu tố thứ nhất. Cái yếu tố thứ hai á là khi mà em sử dụng máy lạnh như vậy, nó sẽ bảo quản những cái sản phẩm hóa chất vi sinh của em nó đúng tiêu chuẩn hơn. Nó không bị nhiệt độ làm cho hư ẩm mốc. Nhiều cái sản phẩm lúc trước em để bảo quản, em để em nghĩ hóa chất mà hoặc là vi sinh mà đâu có thiếu kiến thức anh. Cái thứ mà thiếu kiến thức nó hay phá lắm. Rồi xong rồi bảo quản rồi này nó không có đúng quy cách đó, hạn thì vẫn còn. Vẫn nói với khách là ok cái hạn còn mà anh yên tâm anh xài, lúc xài tự nhiên lúc mà khách mở ra nó không giống. Nó không giống với những cái bình thường người ta hay xài, cái màu nó bị biến đổi đồ này nọ các kiểu. Thì là cái máy lạnh này sẽ giúp em bảo quản. Bảo quản nó tốt hơn. Tránh cái trường hợp mình hao hụt và tránh cái trường hợp khách họ không biết họ sử dụng bị ấy luôn. Nó sẽ là giống vậy đó, ở khu vực đó là của em để hóa chất rồi sản phẩm rồi này nọ các kiểu. Ở đây mình chắc cũng có xây dựng website rồi hết, anh em có thể mua bán rồi trên không gian mạng hết đúng không? Dạ đúng rồi, bên em là thành lập giấy phép công ty luôn. Dạ có website, có này nọ đầy đủ hết. Lazada rồi các kiểu luôn.
ở kênh YouTube rồi ở kênh TikTok đâu này nọ luôn, nhưng mà mấy cái YouTube TikTok của em còn mắc cỡ. Em nói chuyện mình chứ camera không được, ví dụ em nói chuyện với anh được. Em nói chuyện với anh được chứ em anh coi anh mà coi mấy clip YouTube của em chứ anh còn cười xỉu luôn. Không, thật ra thật ra ai cũng vậy. Dạ. Bản thân anh cũng vậy. Bản thân mình á mà mở lại những cái clip YouTube mà mình ngồi nói mình các bạn coi không nổi, thật sự coi không nổi. Mấy anh em mà tìm hiểu thông tin rồi thích thú rồi á thì coi cảm giác hay quá rồi, nhưng mà bản thân anh coi lại coi cũng không nổi. Mặc dù là mình là người nói, nghe cái giọng của mình luôn, nhìn nó khó nuốt lắm luôn. Mà nhìn quẩn quá, nhìn cay. Cho nên chuyện đó bình thường em ơi. Dạ. Rất là mát, rất là mẻ, thoải mái luôn. Ở trong kia nó còn mấy cái hồ san hô nữa ta. Dạ đúng rồi anh. Trong kia là cái khu vực hàng san hô mới về của em. Ồ. Ok các bạn, thì nãy giờ Tài và mình đã cùng nhau coi như là hàn huyên ha, chia sẻ những cái vui buồn cũng như là những cái động lực. Thì từ những cái tự ái mà đã có được cái căn shop ở đây, rất là vui vẻ nghe những cái chia sẻ rất là thật tình của Tài luôn, cảm ơn em rất là nhiều. Dạ, okay, ha, nhưng mà anh vẫn còn làm phiền em thêm một cái nữa là ở trong kia Tài mới về một lô san hô đang dưỡng ở trong đây ha. Một lát cái clip sau chúng ta sẽ đi sâu hơn về san hô, còn nãy giờ chúng ta đang bàn về cái bộ môn, về cái tình cảm, về cái cuộc chơi, tất cả mọi cái rất là vui vẻ. Dạ. Happy em ha. Em đã chém gió như thế nào. Ok, chúc mọi người xem clip vui vẻ ha, và nhiều sức khỏe. Bye bye.